một số bạn đang vô với lại dạ có một số bạn là xin vô trễ thầy, là mấy bạn đó cũng tiêm vaccine nên xin vô trễ. Nhỏ bán mạng ơi Dạ nhóm em là 63 bạn. 63 mà đây là có 58 là bằng 5 bạn. Phải không? Dạ đường truyền của mấy bạn trục trặc nên mấy bạn đang vô liền đó thầy. Rồi ok, có cái bằng chứ, bằng quân à, bằng món làm quá mình gửi mail. Dạ bạn Mày kết quyền. quả á. Ờ, mày bạn có nhận được ba chưa? Dạ rồi ạ. Rồi. Rồi đợi mình xin ấy vì chẳng lý là mình sẽ trình bày một cái cả lâm sàng đấy, rồi phân tích cái cả lâm sàng đó, sau đó là có thầy dùng là đang đi chống dịch ở trong bên dưỡng á, cũng sẽ vào tham gia và sẽ trình bày một, cũng sẽ giới thiệu một cái ca lâm sàng bằng hàng liên quan giữa giữa bệnh lý thần kinh với là COVID, được chưa? Mày bạn đọc kỹ mấy cái bài mình gửi chưa, mấy cái slide mình gửi chưa? Mày bạn nếu như mày bạn đọc kỹ rồi thì mấy bạn sẽ dễ tiếp cận hơn vì vì là những cái bài này là mấy bạn chưa chưa học được không, chưa học lý thuyết được không. Dạ chưa ạ, lý thuyết tụi em chưa được học bài nào. Rồi mày bàn bố rồi thì bực cái mày bàn ấy rồi đó. Alo, Dạ rõ ạ. rõ mày bàn bố rồi thì bực cái camera lên cho mình xí, chứ nó thấy bố mình nói mắng thấy ai trả lời chứ cả nói mãi chứ có đường bàn rồi chứ mày. Thì mình bắt đầu luôn hả? Còn khi mình nói đó là sáng nay là sẽ là một cái bác một cái cá lâm sàng của mình, rồi phân tích cá lâm sàng đó rồi nói một chỉ qua vấn cái phần liên quan tới lý thuyết, và sau đó là sẽ có thầy Dũng nó sẽ vào sau ấy, sẽ cũng sẽ trình bày một cái cá lâm sàng mà liên quan tới bệnh lý thần kinh với là bệnh nhân bị nhiễm COVID, được chưa? Mày bạn có nghe rõ không? Nếu những nghe rõ thì phải nói ấy, cho vì đôi khi ảnh hưởng đồ được truyền đồ mà mình nói nghe thì lại mất công. Có nghe rõ không? Nghe rõ Dạ không? rõ. Dạ có. Alo. À rồi ok. Rồi chúng mình bắt đầu bắt đầu trên mày cả lâm sàng của mình ấy. Rồi mày bạn thấy cái slide chứ? Thấy chứ? Dạ thấy. Alo.
Rồi ok. Rồi chứ mình bắt đầu nè. Mình bắt đầu đấy thì nếu như trong quá trình mình trình bày thì có chỉ thắc mắc thì mấy bạn cứ bật mic đặt câu hỏi hoặc là đặt câu hỏi lên cái kỳ hộp chat được chứ. Thì hôm nay mình sẽ trình bày một cái cá lâm sàng. Cá này thì hiện tại họ đang nằm điều trị tại khoa nội tiết thần kinh hô hấp đấy. Thì một cái bệnh nhân nam 34 tuổi, địa chỉ là ở Phú Vang. Thì bệnh nhân này là khởi bệnh đó, là cách nhập viện là 2 tuần với yếu kèm tê hai chân tăng dần, và vài ngày sau đó thì họ bắt đầu họ yếu thêm hai cái tay kèm theo là họ khàn giọng. Họ có đi khám ở cái phòng khám tư xong rồi được điều trị bằng thuốc nam thuốc bắc, cái đó không rõ loại vì họ họ nghĩ là trong cái thời buổi Dạ dịch bệnh dạ này thầy họ ơi, á. hình như là slide chưa chạy sao đó thầy. Ok, được, đợi mình xin cho chào nhau. Giờ mới hiện cây lâm sàng rồi thầy. Thấy chưa, thấy chưa, Dạ thấy rồi. rồi ok, thấy cái slide thứ hai chứ, cả lâm sàng chứ, Dạ thấy rồi alo, thầy. rồi ok, Dạ thấy. rồi à, thì đấy là một cái bệnh, mình nói lại này à, một một cái bệnh nhân nam 34 tuổi ở Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Thì bệnh nhân này thì khởi bệnh á, cách nhập viện 2 tuần với là biểu hiện là yếu kèm tê hai chân tăng dần, và vài ngày sau đó thì họ bắt đầu họ yếu thêm hai cái tay kèm theo là họ khàn giọng, và họ có đi khám ở cái phòng mạch tử nào đó và người ta cho điều trị bằng thuốc nam thuốc bắc gì đó nhưng mà không đỡ, và người ta cũng bị như vậy nhưng mà người ta cũng không vào viện với một cái lý do là chờ vào viện này bị lấy covid với là bố bị bệnh viện thế này, cái cả cái thủ tục nó lằng nhằng, nhưng mà sau đó thấy không đỡ thì người ta phải vào viện và vào cái khoa cấp cứu của bệnh viện Trường Bình. Thì mình có buổi đỏ cái ngày vào này là ngày 22 tháng 9 năm 2021 chứ. Thì tận được cái mốc này á, là tận được cái khi khởi bệnh cho tới ngày 22 tháng 9 này là người ta nói là 14 ngày được chứ, 2 tuần. Thì khi mà vào khoa cấp cứu á, thì các bác sĩ ở khoa cấp cứu người ta ghi nhận là thấy có yếu tứ chi kèm theo tê hai chân khàn giọng, và tất nhiên á, là mẹ mẹ bạn cũng đi, không biết mẹ bạn có đi ở khoa cấp cứu thì mẹ bạn cũng biết rồi. Thì khi mà một bệnh nhân á, mà vào khoa cấp cứu á, thì thường sẽ có những cái xét nghiệm mà được bảo hiểm và thanh toán ở theo cái phương diện cấp cứu, cho nên ở cấp cứu á, là có một số cái là họ sẽ chỉ định được để bảo hiểm thanh toán, ví dụ như là CT scan nào, cho nên mẹ bạn cứ để ý á, là những cái ca nào mà họ vô viện mà có biểu hiện vừa thần kinh thôi, họ không cần biết là cái tổn thương đó là nghi ngờ tổn thương của ở nào, hay là ở thần kinh trung ương, hay là do tổn thương của bệnh lý cơ, hay là của thần kinh ngoài biên, thì họ đều cho chụp cái CT sau nào, và tất nhiên hàng còn nhiều lý do khác nữa. Thì người ta chụp cái CT sau nào đó thì có cái dạng bể lớn hố sau. Thì cái này á, thì dạng bể lớn hố sau có nghĩa là cái hố sau với cái hộp sọ của mình á, thì ở cái hố sau nó có một vùng á, là nó không có nhu mô nào, hiểu không? Tức là hắn bị giãn ra, và vùng đó là hắn chỉ là một cái vùng trống thôi chứ hắn không có nhu mô nào, mà bạn hiểu đơn giản là như vậy. Và cái đấy là một cái bất thường bẩm sinh, hoặc là hắn do có một cái náng màng nhện, như nó thường là có một cái náng màng nhện nó gây ra cái hiện tượng này, và thì những cái này thường là bẩm sinh thôi chứ hắn không có cái vấn đề gì cả. Và sau đó thì khoa ngoại thần kinh họ nhìn cái phim CT đó, họ thấy có một cái dạng đó, thì họ mới nhận lên để họ theo dõi. Mục đích của họ nhận lên để họ theo dõi để họ đánh giá thêm và chụp thêm cái MRI để quá thử là cái vùng dạng nó có chỉ bất thường và có biến chứng gì hay không. Và khi mà lên chụp MRI sọ não thì lên cái khoa ngoại thần kinh đó, thì được cho để chụp MRI sọ não và đo điện cơ. Thì chụp MRI sọ não thì người ta theo dõi là một cái não màng nhện được chứ, ở cái bể lớn tức là ở hố sáu đó. Thì cái nám màng nhện thì thực ra là hẳn là một cái bất thường hằng bẩm sinh thôi chứ hẳn cũng có phải chỉ là nguy hiểm cả, trừ khi mà nó gây ra chèn ép hoặc là nó có
nó có biến chứng nó vỡ đấy nó, còn lại thì mình có cái gì mà can thiệp đụng chạm vô cái não bằng nhiên đấy cả. Và tất nhiên là cái âm đa não của họ là chỉ có cái bức thương này thôi, còn những cái khác là không có cái gì mà bức thương ở nhu mô não hay là tổn thương ở nhu mô não cả, được chưa? Và sau đó họ đi đo điện cơ, thì có bệnh nhân đi đo điện cơ thì bên trường mình là mấy bạn biết là bữa nay có cái phòng điện cơ, thì đoàn đó mình đang làm ở đó, thì mình thì cái bệnh này họ vào đó thì cái chỗ điện cơ đó nó không chỉ đơn giản hẳn chỉ là đơn thuần là chỉ là mình thăm dò chức năng, mình đo điện cơ cho họ, mà các bạn là mình phải khám để mình đánh giá cái thứ nó có phù hợp giữa cái lâm sàng với là cái quả điện cơ hay không. Thì mình khám thì mình thấy là biểu hiện của bệnh nhân này là một cái yếu tứ chi, nhưng mà yếu tứ chi về mấy bạn thấy là cái cơ lực mình có ghi đó là chứ cơ lực khoảng 2/5 3/5 ở tay và chân. Và Dạ thầy, thầy ơi hình như là thầy quay slide 3 chưa thầy? Mà quá rồi tụi em vẫn thấy slide 2 á thầy. kỳ đó à. Mày bạn thấy slide chứ? Alo. Dạ, thấy slide 3 rồi thầy. Rồi ok. Rồi thì cái khi mà vào phòng điện cơ thì mình khám thì mình thấy là bệnh nhân này yếu tứ chi. Cơ lực hai tay là khoảng 3/5 và hai chân là 2/5. Và bệnh nhân này yếu theo kiểu là cái kiểu của bệnh nhân là theo kiểu mà tổn thương của ngoài biên, có nghĩa là liệt liệt mềm, được chưa? Là phản xạ gắn xương là mất tứ chi này, cả cái dấu của bò tháp là dấu Hoffman và dấu Babinski là ở hai bên là đều âm tính, có nghĩa là bệnh nhân này là mình không nghĩ tới là do tổn thương của bò tháp. Bò tháp có nghĩa là cái neuron vận động trung ương, được chưa? Và thêm về phần cảm giác thì bệnh nhân có tê hai chân, tê theo kiểu mơ hồ thôi, không có một cái giới hạn nào mà nghi ngờ tới là theo cái rối loạn cảm giác theo cái kiểu phản tủy cả, được chưa? Bệnh nhân có cái biểu hiện khàn giọng, ngoài ra thì khám và cái giải thần kinh sọ não khác thì mình thấy bất thường, chỉ có một cái biểu hiện khàn giọng thì khả năng là bệnh nhân có tổn thương cái giải thần kinh số mấy, giải số 10, được chưa? Giải số 10 nó liên quan tới cả cái vận động của thanh quản của các cái giải thanh đới, cho nên nó như là tổn thương ở đó thì nó gây ra cái biểu hiện liên quan tới cái giọng nói của bệnh nhân. Khàn giọng là khác này, mày bà phải phân biệt giữa hai cái chuyện này. Thất ngôn là khác, mà mang rối loạn giọng nói là khác, hiểu không? Thất ngôn là khác nào, mà rối loạn giọng nói là khác nào. Ví dụ như có một cái khối gì đó nó chèn ép ở thanh quản chẳng hạn, vẫn có thể gây cái biểu hiện khàn giọng của bệnh nhân, được chưa? Hoặc là có biểu hiện gì đó mà gây liệt các cái dây thần kinh mà nó chi phối cho các cái cơ vận động ở thanh thanh quản thì vẫn có thể gây cái biểu hiện khàn giọng như thế này, được chưa? Và thậm chí là có thể mất tiếng nếu như mà bệnh nhân bị liệt cả hai cái dây thanh âm, hiểu không? Là hạ cái này là nó khác với cái biểu hiện của thất ngôn. Thất ngôn là do tổn thương của cái vỏ não, được chứ nào? Vỏ não mà liên quan tới vùng ngôn ngữ, hiểu không nào? Hai cái này khác nhau à. Đó là trong cái biểu hiện khác nhau, nên là bệnh nhân họ cái chứ họ hiểu hết, nhưng mà chẳng có họ cái họ bị rối loạn đấy, cái do cái phát âm của họ nó không không rõ được cái từ ngữ thôi, được chưa? Và không có hề có cái rối loạn cơ tròn. Và cái tiền sử trước đấy thì của bệnh nhân thì không có gì đặc biệt. Tiền sử ở đấy mình muốn khác, mình muốn nói tiền sử ở đấy là cái gì? Khi mà mình tiếp cận với một bệnh nhân mà họ bị yếu hai hai chân, hoặc là yếu cả hai chân hai tay theo kiểu như thế này, thì luôn luôn mình phải hỏi cái tiền sử của bệnh nhân trước đấy họ có cái biểu hiện gì đó, khoảng từ 2 đến 4 tuần trước họ có biểu hiện gì đó của nhiễm trùng hay không, họ có biểu hiện gì của sốt siêu vi đâu hay không, viêm họng chảy mũi nước, hoặc là ho khạc đàm
các biểu hiện của đường hô hấp hoặc là các biểu hiện của đường tiêu hóa, như là bị bệnh nhân bị viêm ruột thì chạy được hay không, thấy nhá. Đó là những cái mà mình phải hỏi vì ra vì nó liên quan tới cái bệnh, được chưa nào. Thứ hai nữa là mình phải hỏi thêm một số các cái tiên sử khác của bệnh nhân, bệnh nhân có bị viêm có các cái bệnh lý liên quan mà có thể gây liệt liệt tay liệt chân hay không, đặc biệt là gì, là trong các cái bối cảnh mà bệnh nhân có nguy cơ bị hạ kali máu, như trong những trường hợp bệnh nhân bị cường giáp chẳng hạn, được chưa. Là mình phải hỏi kỹ trước đấy họ có biểu hiện gì đó mà mình nghi ngờ là một cái cường giáp mà mình mà lâu nay bệnh nhân không phát hiện ra hay không, thì vấn đề khá thật cơ sở của bệnh nhân thì mình chưa thấy có cái gì bất thường cả, được chưa. Và đó là cái phương khám, còn đến khi đo điện cơ mày bạn thấy sẽ lại nhé, rồi thấy rồi ấy, đo điện cơ thì mày bạn sẽ cái điện cơ này thì mình nói quá thôi, chứ còn mày bạn thì nhìn trong này thì mày bạn chắc cũng chưa nắm rõ được mấy cái thông số trong cái điện cơ này đâu. Nhưng mà mục đích của đo điện cơ là gì, điện cơ là nó gồm có hai phần, đó là điện cơ dẫn truyền và điện cơ kim, được chưa. Điện cơ dẫn truyền thì mình sẽ ghi cả cái chi điện cơ, mục đích của nó là để thăm dò các cái tổn thương của thần kinh ngoài biên, có nghĩa là thăm dò tổn thương của các cái dây thần kinh, được chưa. Thế thì nhớ khi mình thăm dò điện cơ thì trên cái điện cơ đó mình sẽ phát hiện ra được một số các cái biểu hiện, ví dụ như nó nếu như bệnh nhân bị tổn thương cái dây thần kinh nào đó thì tùy theo cái thể, ví dụ như nếu như mà tổn thương mà hủy myelin, mà bạn biết là cái neuron thần kinh là nó ở ngoài biên á, các cái dây thần kinh ở ngoài biên á, thì nó có cái myelin nó bao phủ ngoài cái sợi trục. Thế nên nếu bệnh nhân mà bị tổn thương cái bám myelin thì sẽ giảm cái tốc độ dẫn truyền của các cái sóng, được chưa. Tức là giảm tốc độ dẫn truyền thần kinh, tốc độ dẫn truyền thần kinh là nhờ vào cái bám myelin, mà chứ nếu như cái bám myelin nó tổn thương thì nó sẽ giảm tốc độ dẫn truyền thần kinh. Thứ hai nữa là biến độ của các cái sóng đó nó sẽ do cái gì, do cái sợi trục nó quyết định, và nếu như nó tổn thương sợi trục quá nhiều thì nó sẽ làm giảm cái biến độ, được chưa. Cho nên là cái việc mà mình đo cái điện cơ mục đích là như vậy. Để đối với cái bệnh nhân này, mình nói ngắn gọn cái kết quả của điện cơ của bệnh nhân này á, thì thằng 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 thiên về cái việc là giảm biến độ vận động và cảm giác, thậm chí là có một số dây thần kinh là nó tổn thương nặng nề quá mình không tìm ra được luôn, tức là nó bị mất cái biến độ luôn, có nghĩa là cái dây mình không ghi nhận được các cái sóng của các cái dây thần kinh đó. Thì ưu thế là tổn thương cái giảm biến độ, có nghĩa là ưu thế tổn thương cái sợi trục, được chưa. Và kết luận là cho cái điện cơ của bệnh nhân này á, đó là bệnh nhân có cái tổn thương của giảm hoặc mất cái biến độ vận động lẫn cảm giác của nhiều dây thần kinh ở cả chi trên lẫn lẫn chi dưới, được chưa. Thì đó, mình ghi cái bối chữ màu đỏ này, giảm mất biến độ vận động và cảm giác nhiều dây thần kinh chi trên và chi dưới. Thì thường là khi mà mình đo điện cơ mình chỉ khảo sát một số dây điển hình thôi, ví dụ như ở chi dưới thì mình khảo sát cái dây chay dây mạc, rồi chi trên thì mình khảo sát cái dây dừa dây trụ rồi dây quấy thôi, một số dây điển hình thôi, được chưa. Và cái kết quả điện cơ là hàng bị giảm mất biến độ vận động lần cảm giác của nhiều dây thần kinh chi trên và chi dưới, có nghĩa là trong cái kết quả điện cơ này mà bạn phải thấy là nó tổn thương cái sợi trục của các cái dây thần kinh cảm giác và dây thần kinh vận động ở chi trên và chi dưới, được chưa. Và như vậy thì mình theo dõi một cái hội chứng dựa vào cái lâm sàng và cái kết quả điện cơ như thế này, thì mình theo dõi một cái hội chứng Guillain-Barré mà thể ám sàn. Thì không biết là ngày qua mấy bạn có đọc những cái bài những cái file mà mình gửi cho mấy bạn không, thì trong đó có một cái file là các thể lâm sàng, thì mấy bạn đọc trong đó mấy bạn sẽ biết cái thể lâm sàng của Guillain-Barré á, là chẩn đoán là dựa vào kết quả điện cơ, được chưa. Tức là tất nhiên là cái phần khám lâm sàng mấy bạn cũng có thể nghi ngờ, mấy bạn có thể định hướng, ví dụ mấy bạn có đọc cái bài slide đó rồi đấy, thì lâm sàng của cả cái thể của Guillain-Barré là thường gặp đó, đó là gì, thể chi AIDP, có nghĩa là chi, có nghĩa là thấy tổn thương là mà hủy myelin, em ai đang cần về em lên hủy myelin cấp tính, được chưa. Hoặc là thể chi thể Amman, có nghĩa là hắn hắn phải là hủy myelin nữa, mà là thể Amman là hắn là tổn thương sợi trục mà của các cái neuron vận động. Còn thể ám san có nghĩa là nó tổn thương sợi trục
của các cái neuron vận động lần neuron cảm giác, hiểu ý không? Thì cái bệnh nhân này nó tổn thương cả sợi trục cả vận động lẫn cảm giác, cho nên mình sẽ chẩn đoán là thể ám sàn, được chưa? Và sau đó thì hội chẩn với cả các bác sĩ trên khoa ngoại thần kinh đó, thì chuyển bệnh viện Trung Huế. Thì thực tế mà nói là nếu như mà mình muốn làm chẩn rõ chẩn đoán với vấn đề nữa thì mình nên làm cái gì? Mình phải chọc dịch não tụy để mình coi có cái hiện tượng phân lý đạm tế bào ở trong cái dịch não tụy không. Nhưng mà nếu chưa mình chọc dịch não tụy thì sẽ làm kéo dài thời gian của bệnh nhân. Mình chọc dịch não tụy xong mình đợi kết quả, rồi mình sẽ kéo dài thời gian của bệnh nhân để chuyển qua bệnh viện trung ương. Rồi thứ hai nữa là mình chọc ra ở bệnh viện trường mình đó, mình chọc ra thì mình cũng không không có cái điều trị chỉ đặc hiệu cho họ cả, cho nên là mình chuyển ca sẽ mang tục cho họ, cho nên còn không nên mất thời gian của họ thôi, được chưa? Và chuyển qua bên bệnh viện trung ương thì người ta tiến hành chọc trên não tụy, và mình có bối thì mình có mở ngoặc ra, mình bối cái làm đầm lên cái chữ cái quả trên não tụy này, là cái quả trên não tụy nên là chọc vào tuần thứ ba của bệnh, được chưa? Vì bệnh nhân vô viện bên trường mình là đã 2 tuần rồi, được chưa? Khi qua bệnh viện trung ương là vào tuần thứ ba rồi, là cái tức là chọc trên não tụy này, nên bạn thấy anh có cái chỉ đó mà hàng hàng công phù hợp này, đó là chi, đó là protein dịch não tụy là nó bình thường đúng không? Tế bào cũng bình thường, tức là hắn thì có cái hiện tượng phân ly đạm tế bào. Thì như vậy là đó là hắn có bất thường không? Thực ra là hắn có cái chỉ bất thường ạ. Được chưa? Không phải luôn luôn trong những cái trường hợp mà không phải tất cả những cái trường hợp bệnh nhân bị Guillain-Barré đều có tăng protein dịch não tụy. Được chưa? Thậm chí đó, thường người ta nói là trong 1 đến 2 tuần đầu là có thể là protein dịch não tụy nó bình thường, nhưng mà sau đó mình chọc lại ở tuần thứ ba thứ tư thì có thể là cái protein dịch não tụy nó tăng, nhưng mà cũng có một cái tỷ lệ khoảng 10% là trong suốt quá trình bệnh của bệnh nhân là protein dịch não tụy của nó hoàn toàn bình thường, được chưa? Thì cả vì rằng mà lại có cái hiện tượng này thì mấy bạn biết là vì sao mà cái protein dịch não tụy protein nó lại có trong dịch não tụy, vì mà bạn mày biết là để protein có trong dịch não tụy là phải có một cái cấu trúc gì đó nó bị viêm đúng không, mà nó thông thường được với khoáng dịch não tụy, thì khi đó cái chất cả cái chất viêm nó mới tiết ra, nó mới vào trong cái khoáng dịch não tụy, mình chọc ra mình mới thấy hàng tăng protein, được chưa? Thì trong cả cái bệnh lý mà hắn hắn viêm dây viêm rễ thần kinh ngoài biên như thế này á, thì chỉ có những trường hợp nào mà nó viêm nhiều cả cái rễ, vì mấy bạn biết đó, cái dây thần kinh là chắc chắn là nó cũng thông vào khoang dịch não tụy, chỉ có cái rễ thần kinh nó mới nằm trong cái khoang dịch não tụy, được chưa? Cho nên là nếu như mà trong những cái trường hợp mà nó viêm cả rễ đó mà quá nhiều đó, thì khi đó nó mới tiết cả cái chất đó vào trong dịch não tụy, thì khi đó mình mới thấy có cái hiện tượng nó tăng, hiểu ý không? Đó rồi, và tất nhiên là bên bệnh viện trung ương họ cũng sẽ đo lại cái điện cơ để họ tiến hành điều trị, thì kết quả điện cơ nó cũng tương tự như cái kết quả điện cơ của bên trường mình làm. Nhưng mà bạn thấy này, nó tổn thương đa dây thần kinh ngoài biên, thể tổn thương sợi trục, ảnh hưởng cả sợi vận động lẫn cảm giác, được chưa? Có nghĩa là thể ám sàn, được chưa? Và người ta bắt đầu điều trị bằng cái người ta điều trị bằng cái immunoglobulin truyền tĩnh mạch với liều là 0,4 gram trên kg cân nặng trong vòng 5 ngày, được chưa? Và sau điều trị thì bệnh nhân có cải thiện cơ lực. Sau một cái liều trên điều trị thấy bệnh nhân có cải thiện cơ lực, thì cơ lực tại chẳng bây giờ nó có đỡ hơn khoảng 3 phần 5 đến 4 phần 5, và bệnh nhân có cảm giác là nó đỡ đỡ cái khàn giọng hơn, được chưa? Thì thực tế mà nói đến bệnh nhân này thì cái việc á, thứ nhất là bệnh nhân vào trị tính từ khi mà họ khởi phát cho đến khi mà họ được điều trị á, là đến 20 ngày rồi, đến là 3 tuần rồi. Thì thường mà nếu như những đối với những cái trường hợp mình điều trị càng sớm á, thì cái đáp ứng nó càng tốt, chứ còn mà để mà lâu rồi á, thì cái hy vọng phục hồi nó kém hơn và nó cần về thời gian dài hơn. Thứ hai nữa là bệnh nhân này mà bạn thấy á, là họ bị tổn thương sợi trục, thì trong hai cái thể tổn thương sợi trục với tổn thương myelin, thì tổn thương myelin nó có cái tiên lượng nó tốt hơn, nó có thể phục hồi nhanh hơn,
còn để mà cái có cái sợi trục rồi, giả sử như sợi trục mà nó bị tổn thương rồi, nó bị đứt rồi, thì để cho nó mọc lại được nhá, để cho nó mọc lại, nó tới nó chi phối cả cái cơ đó lại á, thì nó cần thời gian rất là dài, thậm chí được cả năm mà nó chỉ mọc được một đoạn xỉ thôi, thấy chứ. Cho nên là đối với trường hợp mà bị tổn thương sợi trục thì cái tiên lượng của nó là rất là kém, thấy chứ, khả năng hồi phục là kém hơn so với thể tổn thương mielin, được chưa nào. Thì mình nói tiếp luôn hết một số các cái slide về về sơ qua về cái hội chứng Guillain-Barré, và mình kết hợp mình cũng có thể cả đấy luôn. Thì mà bạn biết là cái Guillain-Barré đó là gì, nó là nằm trong một cái bệnh của nhóm bệnh lý thần kinh ngoài biên, đúng chưa? Bệnh lý thần kinh ngoài biên nó rất là nhiều nhiều nhóm, có thể nó bị gì, nó bị tổn thương đa dây thần kinh, có thể nó bị tổn thương cả dây thần kinh lẫn rễ thần kinh, có thể là nó chỉ bị tổn thương một vài dây thần kinh thôi. Ví dụ như là ví dụ như bệnh nhân bị hội chứng ống cổ tay chẳng hạn, họ chỉ bị chèn ép cái dây thần kinh giữa ở cái vùng cổ tay tới bàn tay thôi, được chưa? Thì cả nó vẫn được tính là bệnh lý thần kinh ngoài biên, nhưng mà họ được xếp vào cái nhóm là tổn thương đơn dây, có nghĩa là bị một dây, được chưa? Còn trong cái bệnh lý Guillain-Barré là hàng tổn thương một cách, nó bị tổn thương một cách hệ thống. Mình nói đi mấy bạn nghe được không? Alo. Dạ nghe thầy, dạ có nghe thầy. Rồi rồi ok. Thì đối với cái thể mà tổn thương mà trong cái Guillain-Barré là một cái tổn thương một cách hệ thống, tức là nó bị nhiều dây, nhiều rễ thần kinh một cách là lan tỏa đối xứng cả hai bên, được chứ? Đó, nó bị toàn thân. Đó là cái đặc trưng của nó. Và cái đặc trưng của cái Guillain-Barré đó là gì? Đó là có một cái hiện tượng mà nó ok, nó tạo ra các cái kháng thể, nó phản ứng chéo đối với cái lớp myelin bao bọc ngoài cái sợi trục ấy, nó gây cái hủy myelin, và dần dần nó có thể gây hủy cái sợi trục. Nói tóm đơn giản mấy bạn hiểu lắm. Ở trong này họ có ghi là cái Campylobacter này, thấy chưa? Campylobacter là một cái nhóm mà nó họ nghiên cứu nhiều, họ nghiên cứu nhiều trong cái Guillain-Barré, cho nên ở đây mình lấy cái hình này. Tất nhiên là còn nhiều cái tác nhân khác, nó có thể tức là những cái, khi mà một bệnh nhân bị nhiễm trùng một cái gì đó, ví dụ như bị nhiễm Campylobacter jejuni, thì cơ thể mình sẽ đáp ứng miễn dịch lại để mà chống lại con này, đúng không? Con Campylobacter jejuni này, thì khi mà nó chống lại thì con này thì do cái gì, cái lớp myelin của cả cái nó đó, nó có cấu trúc nó gần giống với cái con Campylobacter jejuni này, cho nên là cái kháng thể của mình nó tấn công luôn cả cái lớp myelin này, và nó gây hủy cả cái myelin, dần dần nó sẽ gây hủy cả cái sợi trục, hiểu ý gốc đó. Cho nên là cái cơ chế bên trong cái Guillain-Barré đó là cái cơ chế miễn dịch bằng tạo ra cả cái kháng thể nó phản chéo với myelin, ok chứ? Rồi. Và thì nguyên nhân đây là mình thấy mình liệt kê một số nguyên nhân thôi, bởi vì mình nói là khi mà mấy bạn tiếp cận mấy bạn phải hỏi họ có cái tiêu sửa chứ nhiễm trùng, đặc biệt là hai thứ. Thứ nhất đó là nhiễm trùng của hệ tiêu hóa, được chưa, là ví dụ như có bị viêm ruột cái đó hay không, bị chảy cái đó hay không. Thứ hai là nhiễm trùng của hệ hô hấp, được chưa, bị như bị viêm phổi chứ không, bị ho phổi mũi khạc đàm đó gì đó hay không. Và một cái mà thời buổi này cũng hay gặp, đó là các cái vaccine, kiểu như bệnh nhân tiêm vaccine vào sau đó họ có thể bị Guillain-Barré đây, đó là hết suối rồi, tùy người ai suối là chiều, được chưa, được chưa? Rồi thì mấy bạn hiện tại mấy bạn thấy này là cái đại dịch Covid tiền gây ra rất nhiều cái hậu quả rồi, nhưng mà bên cạnh đó cái biến chứng thần kinh của Covid này, mấy bạn thấy này, người ta đã báo cáo cả cái lâm sàng là bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, được chưa? Bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 và sau đó bị cái Guillain-Barré luôn, thì có nghĩa là cái phản ứng miễn dịch của cơ thể mình nó chống lại Covid-19 và nó cũng chống lại các cái nó rõ luôn, hiểu ý không? Người ta cái Guillain-Barré. Và một cái nữa đó là gì, khi mà bị để mà dự phòng Covid thì mà bằng tiêm vaccine, đúng không? Nhưng mà người ta cũng là báo cáo lắm á, là cái việc tiêm vaccine nó cũng có thể gây ra Guillain-Barré,
Đây bạn thấy này, họ báo cáo rất là nhiều này, 833 ca này, thấy chưa? Và đặc biệt là người ta cái bài báo đi thì họ nói là liên quan tới cái vaccine đó, vaccine chi? AstraZeneca và một cái loại vaccine khác nữa đó là Johnson này Johnson, thấy chưa? Cho nên là việc tiêm vaccine không có nguy cơ bị gửi lại vào đây, hiểu ý chưa nào? Rồi, và người ta cũng đã báo cáo cả cái ca lâm sàng, và đây là một cái bài báo đó mình đưa lên cho mấy bạn thấy, trích dẫn cho mấy bạn thấy đó là nó có được chứ, nó có tiêm vaccine vào nó cũng có thể bị gửi lại vào đây, ok chưa? Và một cách ngắn gọn về mặt lâm sàng điển hình, đây là mình nói điển hình nhé, một cái biểu hiện lâm sàng điển hình của một bệnh nhân bị Guillain-Barré đó là gì, mà bạn chỉ cần nhớ gọi gọn trong mấy từ này thôi, đó là gì? Đó là yếu yếu cái yếu mà đối xứng, thấy nhá, yếu này đối xứng tiến triển tăng dần từ ngọn chỉ lên lên gốc chi, mấy bạn thấy không? Thấy cái mũi tên họ chỉ đi lên không, mũi tên đỏ chỉ đi lên, có nghĩa là hàng tiến triển theo cái chiều là từ ngọn chỉ lên gốc chi đối xứng hai bên, chưa được chưa? Nhắc lại này, những từ cần nhớ thế này, đó là liệt đối xứng, liệt tăng dần và tiến triển từ ngọn chi lên gốc chi, đó là cái điển hình, thấy chưa? Điển hình được chưa? Thêm một cái nữa là liệt ở đây là liệt theo kiểu là liệt mềm, cho nên là gì chứ, phản xạ gắn xương là hắn hắn giảm hoặc là nó mất, được chưa? Và tất nhiên là hắn không có cả cái dấu của bò tháp, tức là Babinski âm tính, Hoffman âm tính, được chưa? Mà bạn chỉ cần nhớ những cái đấy là những cái điển hình thôi. Còn tất nhiên là khi mà gặp những cái cá mà tất nhiên là trong cái lâm sàng thì hắn có nhiều trường hợp là nó không điển hình như thế này, hiểu ý không? Tức là cái mà lâm sàng mà mình nhắc cho mấy bạn đấy là những cái mà gọi là điển hình, còn tất nhiên là vẫn có một tỷ lệ mấy chục phần trăm đó là hẳn không giống như cái này, hiểu ý không anh ạ? Chứ không phải là luôn luôn là như thế này, có thể bệnh nhân họ yếu hẳn đối xứng, ví dụ bên phải hẳn bị nặng hơn bên trái một xí chẳng hạn, hoặc là có những bệnh nhân hẳn khởi phát nó bị ở ở cái ở phần gốc chí trước, sau đó nó đến cái phần ngọn chí, chứ nó không phải là tiến triển theo cái chiều từ ngọn chí lên gốc chí, hiểu ý không? Đó, chứ không phải là luôn luôn là như thế này, nhưng mà ý là mình nói là cái này là cái điển hình, được chưa? Một cái lâm sàng điển hình, ok chưa? Rồi, và trong sách nội thần kinh của mấy bạn ấy, trong sách nội thần kinh của thầy Khánh á, thì mấy bạn sẽ thấy có một cái bảng mà chia ra là tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn bổ trợ của cái chẩn đoán Guillain-Barré này, nhưng mà mình đưa ra thêm cho mấy bạn thêm một cái tiêu chuẩn khác hẳn, mình thấy là nó cũng 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 khá là rõ ra, đó là cái tiêu chuẩn Britten. Thì trong cái tiêu chuẩn này để mà chẩn đoán Guillain-Barré thì có những vấn đề gì? Thứ nhất là về mặt lâm sàng là như như cái hồi mình nói, thấy chưa? Là hẳn phải có một cái tính chất là yếu yếu hai bên, được chứ? Yếu hai bên quá liệt hai bên, được chứ? Và liệt theo kiểu là liệt mềm, flaccid weakness, có nghĩa là liệt mềm, liệt của tổn thương thần kinh ngoài biên. Thì cả này mấy bạn đã học ở chương trình y bá rồi, mấy bạn phân biệt cái điều là liệt cứng và liệt mềm, liệt của tổn thương thần kinh trung ương và liệt của thần kinh ngoài biên. Cả này nó chắc chắn mấy bạn phải học lại cái bài của y bá, mấy bạn phải qua lại khi nào học lại thì học mới dễ, được chứ? Thứ hai nữa là chi, chú ý cái thời gian này, cái thời gian của nó từ cái khi mà nó khởi phát cho đến khi mà nó thoái lui là phải phải dưới 28 ngày này, được chưa? Dưới 28 ngày có nghĩa là dưới 4 tuần, hiểu ý không? Nghĩa là vấn đề là tổn thương cấp tính, và cấp tính ở đây người ta định nghĩa là dưới 4 tuần. Còn ví dụ giả sử như bệnh nhân mà hắn dưới 4 tuần mà hắn chưa lành thì cảnh hắn gọi là Guillain-Barré, hiểu ý không? Hắn còn trải dặn thêm nữa, hắn đáp ứng về điều trị thì mình sẽ chuyển qua cái thể gọi là thể mãn tính, được chưa? Là hắn phải là Guillain-Barré nữa, mà hắn là gọi là viêm đa hệ giải thần kinh mà mãn tính, được chưa? Một cái nữa là chi, là mình phải loại trừ cả cái chẩn đoán khác. Tất nhiên cả nên là mày bảo về kiểm tra, là mày bảo về khai thác yếu tố tiền sử, mày bảo phải loại trừ những cái trường hợp ví dụ như bị hạ cái lipid máu hoặc là bị cường giáp, thấy chưa, liệt chu kỳ quát phán trong cường giáp rồi chẳng hạn, thấy chưa, mà cả nên mày bảo phải loại trừ đó. Và một cái nữa là đó, cái dịch nội tụy này, mày bảo phải chọc dịch nội tụy tí
thì nó tùy là hiện cho đơn giản là có hiện tượng phân ly đạm tế bào. Phân ly đạm tế bào có nghĩa là protein dịch nó tụy tăng và tế bào dịch nó tụy hoàn toàn bình thường, được chưa? Nó gọi là phân ly đạm tế bào. Đấy nè. Và một cái mà hiện nay cũng rất là phổ biến đó là điện cơ đồ, gọi là nerve condition đó, được chưa? Là điện cơ là có nghĩa là đo tốc độ dịch truyền của các dây thần kinh. Thì như cả cái kết quả điện cơ cái hồi mình nói cho mấy bạn đó, là điện cơ là một cái rất là hỗ trợ trong cái việc chẩn đoán cái này, được chưa? Để mà tìm ra các cái tổn thương của dây thần kinh và hệ thần kinh. Nói tóm lại chẩn đoán này ở cái tiêu chuẩn Britain này, nó có bốn cái mức độ tin cậy, đó là mức độ 1, 2, 3, 4, để cho bốn mức độ tin cậy. Thì mức độ 1 là mức độ mạnh nhất, có nghĩa là nó full luôn, nó đầy đủ hồi tụ tất cả đầy đủ các cái tiêu chuẩn từ lâm sàng lại cận lâm sàng, được chưa? Và trên bệnh nhân của mình thì thiếu cái gì? Thằng thiếu cái thằng thiếu cái protein của chất não tụy, được chưa? Đáng đáng là nếu như mà chọc đá mà protein đầu tụy của bệnh nhân đó, nó tăng thì nó sẽ đầy đủ tất cả các tiêu chuẩn trong cái bảng này, tiêu chuẩn mà chắc chắn tiêu chuẩn tính cái mức 1 trong cái bảng này, nhưng mà bệnh nhân này nó không có. Thì như cái hồi mình giải thích rồi đó, là cũng phải tất cả những trường hợp nào nó cũng có, được chứ? Rồi, và mình sẽ giới thiệu qua cái điện cơ luôn. Điện cơ như hồi mình nói rồi có hai cái đấy chứ, cái hình bên bên tay trái màn hình của bạn là điện cơ dẫn truyền, tức là người ta sẽ kích kích trên cái đường đi của cái dây thần kinh, rồi sau đó người ta sẽ ghi nhận trên các cái bùng cơ để người ta xem cái tốc độ dẫn truyền và các cái sóng của các cái dây thần kinh. Còn cái điện cơ kim mọi người là ta sẽ đấm một cái kim vào trong cơ luôn nhá, người ta sẽ đấm vào cái kim vào trong cơ, và trên cái kim nó có các cái vòng xoáy ở trong đó, nhỏ ở trong đó, để nó ghi nhận các cái sóng, các cái dòng điện của các cái tế bào cơ, hiểu ý không? Đó thì mà cái này thì mấy bạn chỉ cần biết để sau đi mà giả sử như gặp những người tình huống như thế này thì cần phải chỉ định cho bệnh nhân làm những cái gì thôi, đúng không? Những cái này học thì hẳn cũng phải tốn thời gian, chẳng phải là đã phải là hiểu liền, hiểu ý chưa? Rồi, và một số các cái chẩn đoán phân biệt thì chẩn đoán phân biệt á thì có rất là nhiều. Mấy bạn học cái bài hội chứng liệt hai chi dưới rồi, đối với một cái bệnh nhân mà bảo vệ mà liệt hai chi dưới thì có rất là nhiều cái chẩn đoán. Có thể là bị bệnh lý thần kinh ngoài biên, có thể là bị chèn ép tủy, có thể là bị một cái khối gì đó nó chèn ở rãnh liệt mạng cầu ở não, được chưa? Một cái khối gì đó nó chèn ở rãnh liệt mạng cầu ở não, có nghĩa là cái khe giữa giữa hai cái mạng cầu đại não, được chưa? Là bạn có một cái khối gì đó nằm ở giữa đó nó chèn, rồi mình có thể gãy liệt hai chân, được chưa? Hoặc là các cái bệnh lý về thần kinh cơ, ví dụ như nhược cơ, hoặc là các cái bệnh lý về bệnh lý cơ mà liên quan tới hủy cơ, ví dụ như viêm cơ chẳng hạn, viêm giá cơ, viêm đá cơ chẳng hạn, nó gây hủy cơ thì cơ của bệnh nhân nó sẽ yếu, được chưa? Đó thì mình phải chẩn đoán tất cả những cái này. Thì ví dụ như cái bệnh nhân cái hồi của mình á thì mình hỏi tất cả các cái tiền sử, và sau đó về mặt nguyên tắc là mình phải làm thêm cả cái xét nghiệm khác để mình loại trừ, nếu như mình nghĩ là ví dụ bệnh nhân hàng khá là có các cái triệu chứng mà mình nghĩ là cường giáp, là chắc chắn là mình phải làm cái hormone giáp mà nè, hoặc là cái đơn giản nhất là mình phải làm đó là cái điện giải đồ, để cho để mình qua thử bệnh nhân có biểu hiện của hạ kali không. Vì có những trường hợp bệnh nhân hạ kali máu, tức là hẳn hạ kali máu trong cái bối cảnh di truyền á, trong cái bối cảnh liệt chu kỳ á, hẳn liên quan tới cơn giáp ấy, thì vẫn có thể bị liệt hai hai chi, thậm chí là liệt lên cả tay, được chưa? Và biểu hiện lâm sàng hẳn cũng là một cái biểu hiện giống như là liệt ngoài biên, là liệt mê, hẳn giảm phản xạ xương, được chưa? Đó thì nhưng mà cái bệnh nhân này thì mình là mình những cái kết quả mà mình không đưa vào, có nghĩa là nó đã bình thường rồi, ok chứ? Hoặc là trong những trường hợp mà bệnh nhân mà chèn ép tủy chẳng hạn, chèn ép tủy mấy bạn phải biết là nó tổn thương của trung ương, có nghĩa là bệnh nhân họ sẽ liệt theo kiểu là liệt liệt cứng, có nghĩa là họ sẽ tăng phản xạ gân xương và sẽ có cái biểu hiện của bao nhiêu kỳ nó sẽ dương tính, chứ hẳn phải là kiểu như liệt mềm như thế này, hiểu ý không? Cho nên là cái này là cái cả cái chẩn đoán công việc này thì mấy bạn phải học cho kỹ cái bài hội chứng liệt hai chi dưới, khi nào mấy bạn mới dễ dàng trong việc tiếp cận những cái bệnh nhân này, được chưa? Đó. Còn về cái mặt điều trị thì hiện tại này mình nói này, điều trị các cái tài liệu cũ, các cái sách cũ, và sách cũ một cách đấy khoảng gần 10 năm rồi chẳng hạn, thì người ta chưa biết mấy cái này đâu, mà người ta lại dùng cái gì corticoid.
mà bạn thấy giống như các cái bệnh lý từ miệng ở Thái điều trị corticoid trước với các cái thuốc ức chế miễn dịch trước, thì cách đây cái thời gian mà trước đây người ta cũng nghĩ là đối với cái bệnh người ta mà đến này nó liên quan tới miễn dịch, người ta cũng điều trị corticoid. Nhưng mà các nghiên cứu hiện tại thì chứng minh rằng là corticoid nó không có giá trị gì cả, thấy chưa, không có giá trị gì cả. Thậm chí là ví như có những trường hợp mà bệnh nhân bị liệt rồi chẳng hạn, mình bị viêm phổi hoặc là bị nhiễm trùng gì đó mà mình cho corticoid vô thì càng nguy hiểm hơn nữa, được chưa? Và điều trị hiện tại có hai cái phương pháp mà bạn có thể lựa chọn, đó là dùng cái gì, dùng cái globulin, globulin miễn dịch mà dùng đường tĩnh mạch, thì mình có đưa cho bạn cái hình đó là băng ca globulin, là cái loại đó là loại mà bệnh nhân họ được truyền đó, được chưa? Thì cái liều của cái này thì là 0,4 gram đến kg trên ngày, mà nhấn cho 5 ngày, được chưa? Cái lò này là 50 ml, 1 ml nó chứa 50 mg, có nghĩa là cái lò này là hẳn sẽ là 2.500 mg, có nghĩa là 2,5 gram, được chưa? Rồi cái phương pháp thứ hai đó là trao đổi huyết tương, mình tạo ghi trên đó. Cái trao đổi huyết tương có nghĩa là gì? Có nghĩa là mấy bạn biết là trong trong máu của bệnh nhân hàng tạo ra các cái kháng thể để nó chống lại cái nó đó, nó có chống lại cái myelin. Thì mục đích của cái việc trao đổi huyết tương này là gì? Đó là mình sẽ rút máu của mình, rút cái huyết tương mà mình chứa những cái kháng thể đó ra ra khỏi cơ thể của bệnh nhân, được chưa? Và sau đó mình sẽ thay thế một cái huyết tương khác hẳn có những cái kháng thể tấn công myelin đó truyền qua lại cho bệnh nhân để bù lại cái thể tích cho bệnh nhân, hiểu ý không? Cái đường màu đỏ là cái đường rút ra, tức là mình sẽ rút những cái huyết tương mà bị bệnh của bệnh nhân ra, bị nhiễm mấy cái kháng thể đó ra, và mình truyền lại. Cái đường màu xanh là mình truyền lại các cái huyết tương vào lại cho bệnh nhân để đảm bảo cái thể tích tuần hoàn cho bệnh nhân, ok chứ? Và những như trong trường hợp mà bệnh nhân không không có cái huyết tương để mà lọc để mà truyền vào á, thì có thể thay thế bằng cái albumin, được chưa? Albumin người ta truyền vào thay thế cho cái huyết tương, đồng ý chưa? Được chưa? Hiện tại có hai phương pháp đó. Ngoài ra đối với những trường hợp mà bệnh nhân bị các cái biến chứng, bệnh nhân bị suy hô hấp hoặc là bị nhiễm trùng bội nhiễm gì đó nằm lâu bị trùng đó, thì mình sẽ tùy theo với các cái bệnh đó, bệnh lý đó mình điều trị. Ví dụ bệnh nhân suy hô hấp thì tất nhiên mình phải hồi sức hô hấp, thậm chí là có thể phải đặt nội khí quản thở máy, được chưa, đồng ý chưa? Còn đây là hai phương pháp mình gọi là điều trị để mà mình loại bỏ được các cái kháng thể đó, được chưa? Và tất nhiên là họ có khuyến cáo là dùng cả hai cái không, không có nhé, dùng một trong hai thôi, dùng một trong hai, chẳng có còn cái kiểu mà dùng cả hai, vì dùng cả hai hẳn cũng lợi ích như dùng một một loại, được chưa? Và mấy bạn nếu dùng cái này nó tùy thuộc vào cái điều kiện của mấy bạn. Ví dụ như ở chỗ của mấy bạn hẳn có cái lọc máu, hẳn có cái trao đổi huyết tương, trao đổi huyết tương thực chất là hẳn cũng như một dạng của lọc máu đó, được chưa? Thì là như vậy, cơ sở của mấy bạn hẳn có cái này, mấy bạn có thể áp dụng cái truyền cái globulin miễn dịch đó, mấy bạn truyền globulin miễn dịch đó hẳn giống như truyền thuốc bình thường đó, mấy bạn truyền qua tĩnh mạch cho họ thôi, được chưa? Và nhưng mà nếu như truyền cái globulin miễn dịch thì hẳn có cái tác dụng phụ là có thể bị dị ứng, bị phản vệ đó chẳng hạn, và thứ hai là giá tiền nó đắt. Còn cái lọc cái thái hợp cái trao đổi huyết tương thì giá có vẻ rẻ hơn, nhưng mà lại yêu cầu cái thì có cái đơn vị để mà lọc cái này. Thứ hai nữa là trong những trường hợp mà bệnh nhân thường bị rối loạn huyết động, ví dụ bị suy tim mà tụt huyết áp đó chẳng hạn, thì tất nhiên là những người không thể nào mà mình đảm bảo mình lọc cái này được, biết lọc mình phải rút máu của bệnh nhân ra, đúng ý chứ? Đó, cái này nó tùy theo cái điều kiện để mà mình chọn được. Hoặc là ví dụ như trong những trường hợp mà chẳng hạn như trong đại dịch Covid đấy, mấy cái bệnh viện họ không có cái ngân hàng dự trữ máu, không có dự trữ máu thì họ không thể nào họ sản xuất được cái huyết tương, nếu không có huyết tương thì họ không thể nào họ lọc được, được chứ? Đó là một số cái lựa chọn, được chứ nào? Nói tóm lại á, trong cái ca lâm sàng của mình á, thì về mặt lâm sàng thì thằng rõ ràng quá rồi, khởi phát một cách nên mình tóm tắt lại đó là nó khởi phát tăng dần, được chưa? Thứ hai nữa là nó bị cả hai bên, thứ ba nữa là nó bị cả vận động lẫn cảm giác, được chưa? Và nó bị liệt theo kiểu là liệt mềm đến điểm cơ đồ có tổn thương cả vận động lẫn cảm giác, cả tay lẫn chân. Thì có một cái hẳn không phù hợp, tức hẳn phải không phù hợp mà hẳn
hàng năm trong cái nhóm chiếm tỷ lệ nhỏ hơn thôi, đó là cái protein nhiệt nạp tủy nó không tăng, tức là không có hiện tượng phân ly đa tế bào, được chưa? Còn lại thì phù hợp với một cái kiểu nghĩ lên ba đây, một cái bệnh lý mà viêm đa rễ dai thần kinh, được chưa, cấp tính. Nhưng mà bệnh này nó sẽ có thể là tổn thương sợi trục cả vận động lẫn cảm giác, nên mình sẽ chẩn đoán là thể ám sang. Cái chẩn đoán mà thể mà ám sang hay ám man hay là IIDP là phụ thuộc vào cái gì, vào kết quả điện cơ chứ không phải phụ thuộc vào lâm sàng, hiểu ý không? Phụ thuộc vào kết quả điện cơ, cái chẩn đoán ám man hay ám sang hay là cái IIDP đó là cái đó là chẩn đoán dựa vào điện cơ đồ, được chưa, được chưa? Đó, và tóm lại này, trong cái lâm đấy mấy bạn chỉ cần nhớ những cái luôn luôn phải nhớ khai thác cái tiền sử nhiễm trùng của họ, có thể là nhiễm trùng về hệ thần kinh, hệ hô hấp hoặc là tiêu hóa, hoặc đặc biệt là ví dụ như giả như bệnh nhân, giả như có một bệnh nhân ở đó vừa tiêm vaccine covid xong mà sau đó yếu hai chân thì phải cải trạng, được chưa? Thì hiện tại thời buổi này có thể là do bị covid, và có thể do tiêm vaccine ngừa covid, được chưa? Rồi lâm sàng thì nhớ nhớ những cái từ chỉnh đó này, một cách điển hình đó là liệt đối xứng, liệt tăng dần và tiến triển từ từ ngón chỉ tới gấp chỉ, chưa, liệt theo kiểu liệt mềm có nghĩa là giảm hoặc mất phản xạ ứng xương và không có các cái dấu bệnh lý của bò tháp, được nhá. Điều trị thì tất nhiên là những như có biến chứng gì đó, ví như biến chứng mà liệt nằm lâu hoặc là bị suy hô hấp gì đó thì điều trị theo cái bệnh đó. Còn mà điều trị để mà điều trị cái nền của cái glam mà để thì có hai phương pháp, đó là globulin miễn dịch truyền tĩnh mạch hoặc là trao đổi huyết tương, được chưa, được chưa? Và tiên lượng thì đối với thể mà tổn thương xe trục thì tiên lượng nó xấu hơn, được chưa? Còn tổn thương myelin thì tiên lượng mà hồi phục nó nhanh hơn, nó tốt hơn, ok chưa? Rồi, mấy bạn có gì thắc mắc không? Dạ thầy cho em hỏi là này bệnh nhân mà tê mơ hồ không theo phân tủy thì mình xác định như thế nào để xác định được biết đó là cảm giác tê đó là theo phân tủy ạ? Không, tức là ý mình nói là nếu như bệnh nhân mà bị rối loạn cảm giác theo phân tủy thì sao, thì mấy bạn sẽ nghĩ tới cái gì? Bệnh nhân rối loạn cảm giác theo phân tủy thì mấy bạn nghĩ tới là nó bị giãn gấp tủy, hiểu ý không? Thì dựa vào cái rối loạn cảm giác, dựa vào cái mức mức rối loạn đó, mấy bạn sẽ định khu được cái khoắn tủy nó bị chèn ép, để mấy bạn chỉ định cái chụp MRI khu đủ ở cái đoạn đó. Còn nếu như mà bệnh nhân mà hằng rối loạn cảm giác hằng không theo khoắn tủy, có nghĩa là nó được tổn thương theo kiểu nó bị cả cái dây chứ, cả cái dây thần kinh ngoài biên, có nghĩa là ví dụ như cái tay của họ có bị một cái dây nào đó nhỏ 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 thôi, rồi bị rối loạn cái vùng đó, rồi sau đó ở nơi cái chân của họ nó cũng chỉ bị một cái dải nào đó nhỏ 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 thôi, nó bị vùng một vùng nào đó nơi cái chân thôi, chứ không bị theo cái khoắn tủy, để cho theo các cái đề thì theo cái phân bố cảm giác theo cái có cái hình cái sơ đồ khoắn tủy của mấy bạn, mấy bạn có trên mạng sẽ thấy, được chưa? Thì lúc đó mấy bạn sẽ gợi ý là nó là bị ngoài biên, có nghĩa là bị rải rác các cái dải, chứ không phải là theo cái tổn thương của tủy, hiểu ý không? Dạ em cảm ơn thầy ạ. Thầy cho em hỏi là cái tiêu chuẩn chẩn đoán huyết tình hồi nãy là trên bao nhiêu cái thì mình chẩn đoán hay là phải đủ hết tất cả các tiêu chuẩn hay sao? Không, đây này à, rồi mình chịu lo nhé. Cái tiêu chuẩn chẩn đoán theo cái Britain nhé, là hẳn phải là theo kiểu mà chắc chắn, phải là kiểu mà phải đến bao nhiêu là xác định, mà mấy bạn sẽ thấy này hẳn có bốn mức độ, một hai ba bốn thấy chứ. Thì mức độ một có nghĩa là đáng tin cậy nhất, cho đến cái mức độ 4 là ít tin cậy nhất thôi. Còn tất nhiên cái việc mà chẩn đoán cuối cùng để mình nghĩ tới là phải nghĩ là mắt đê không, để mà điều trị cả nó thì tùy thuộc vào cái bác sĩ điều trị thôi. Ví dụ này, ví dụ như chứ mà mức một ấy, nghĩa là tất cả các tiêu chuẩn này nó hội tụ thì mà bạn gọi là
càng khẳng định là nó càng chắc chắn là nó là bị nguy hiểm đấy, là bạn sẽ dễ dàng hơn trong cái việc là đưa ra một cái quyết định để điều trị cho họ. Còn giả sử chết chứ mà hắn rơi vào cái mức mức bốn được chưa, mức bốn chẳng hạn, thì mức bốn có nghĩa là mấy các cái triệu chứng lâm sàng này nó có thể nó toàn bộ bốn cái này nó có thể đoán bị nó không có, hoặc là có cái không, thì cái mức bốn này thì nó mấy bạn sẽ ít nghĩ tới hơn, và cái mấy bạn cần phải đi tìm một cái nguyên nhân gì đó nào khác, là mấy bạn sẽ khó khăn hơn trong cái việc chẩn đoán thôi, được chưa? Còn tất nhiên là trong cái này hẳn có hẳn hẳn loại hẳn hẳn không loại là phải đạt bao nhiêu tiêu chuẩn thì mấy bạn chắc chắn hiểu ý không? Chẳng phải là nói là ví dụ như đạt được cái tiêu chuẩn lên lâm sàng, còn cái tiêu chuẩn cận lâm sàng không có nên là chắc chắn, hoặc ngược lại tiêu chuẩn đạt thêm một cái tiêu chuẩn về cận lâm sàng, mình có tiêu chuẩn lâm sàng còn thêm một cái tiêu chuẩn về dịch đầu tụy là chắc chắn cái này không có, được chứ, không phải đánh giá theo kiểu đó, hiểu ý không ạ? Được chứ, nhưng mà Dạ thêm nữa, dạ nếu mà mấy bạn mà đạt được cái bước số 1 thì mấy bạn gần như là chắc chắn là cái bệnh lý đó, bởi vì mấy bạn sẽ thấy này. Giả sử đấy, giả sử chứ ở các bệnh viện giả chiến chẳng hạn, giả sử những bệnh nhân tiêm vaccine ra hoặc là bị covid đi, sau đó ông bị liệt tái liệt chân đấy nhá, hắn cũng liệt theo kiểu như cái hồi mình mô tả đó, liệt theo kiểu đối xứng là liệt tăng nhân như vậy. Nhưng mà giả sử như ở các cái bệnh viện giả chiến, người ta không có các cái phương tiện để mà người ta đặt dịch nội tụy làm xét nghiệm, đọc thì dễ nhưng mà các bạn có làm xét nghiệm được không là một chuyện khác, được nhá. Còn người ta không có cái điểm cơ thì tất nhiên hai cái xét nghiệm cần làm sao đó người ta không có rồi. Chứ vấn đề là mấy bạn có dám chắc chắn hẳn là Guillain-Barré để mấy bạn điều trị cho họ không, thì cái đó là tùy theo cái điều kiện cả cái chỗ nợ của mấy bạn đó. Nhưng mà về hẳn liên quan đến tới vấn đề về kinh tế, về bảo hiểm nó nên nó, thì mấy bạn có thể chẩn đoán và mấy bạn điều trị thì thử cái ý về ý rễ hoặc là lập huyết tương cho họ. Chứ nếu như cải thiện thì ok, nhưng mà nếu như hắn cải thiện thì lại là thì hắn lại dẫn tới nhiều cái chuyện về về mặt tiền bạc hơn, vì theo mà cái quy định của bảo hiểm ấy, thì nếu như mẹ bạn muốn mà lọc máu tức là trao đổi huyết tương đó hoặc là dùng y tế đấy thì bắt buộc mẹ bạn phải có cái kết quả điện tử, hiểu ý không? Đó thì bảo hiểm nó thanh toán. Còn như giả sử như mấy bạn trong cái chủ của mấy bạn hẳn lâm sàng thì quả rõ ra nhưng mà hẳn có kết quả điện tử, nhưng mà mấy bạn vẫn muốn điều trị cho họ thì mấy bạn phải giải thích cho họ là đó là điều trị thì phải chấp nhận đó, nó trả tiền thôi, hiểu ý không? Đó còn trong cái sách của mấy bạn là có cuốn sách nội thần kinh của mấy bạn á, cuốn sách mà giáo trình học của mấy bạn có một cái bảng tiêu chuẩn khác nữa chứ, thì hắn cũng gói gọn trong mấy cái tiêu chuẩn như đó, hắn chủ yếu thì hắn cũng là lâm sàng xong rồi cần lâm sàng thì có là chất nội tụy về điểm cơ đồ đó, hai cái nữa thôi, được chứ? Cái này là hắn mình đang nói theo thì về mặt lý thuyết nó như vậy thôi ấy, còn trên thực tế mà để mà quyết định điều trị vậy là cũng gặp rất là nhiều vấn đề khác nữa, chẳng phải chỉ riêng nữa, không phải là mình cứ như thế này mình vào mình áp vào như thế này đâu ấy, đến về mặt lâm sàng hẳn gặp rất là nhiều cái chuyện khác nhau, thậm chí có những bệnh nhân họ vào họ yếu rất là nhẹ nhàng thôi, hoặc là thậm chí là bệnh nhân họ không hề yếu tay họ chân, họ chỉ biểu hiện ở cả giải thần kinh sọ, ở giải thần kinh sọ nếu như họ có họ liệt mặt rồi chẳng hạn, nhưng mà đôi khi ra lại là Guillain-Barré đấy, được chứ, chứ hẳn rất là đa dạng, không phải chỉ như cái lý thuyết mình học hiểu ý không? Nhưng mà mình muốn nói với mấy bạn là về cách mấy bạn tiếp cận và cách là những cái nào mà hẳn cần phải làm để mà hướng tới chẩn đoán và loại trừ cả cái chẩn đoán khác cho họ, được chứ? Rồi có bạn hỏi thế này, có đấy. Bạn hỏi khi bệnh nhân tiêm mũi vaccine mũi 1 bị Guillain-Barré thì khi tiêm mũi 2 có tái phát không ạ? Và có lưu ý gì thế thì khi tiêm không? Rồi thì thực tế mà nói đến này khi mình tiêm một mũi vaccine này
mà sau đó bệnh nhân bị nguyên lambda, thì tất nhiên là cái chẩn đoán mà mình gửi cái chẩn đoán mà mình nghĩ tới là vì cái bác sĩ nào nó có cái đặc điểm phụ này, cho nên mình nghĩ tới là do bác sĩ, đúng không? Nhưng mà mình đâu có chắc, mình không thể nào mình đổ hết cho cái bác sĩ được. Giả sử này, giả sử như là trong quá trình đó mình hắn bị nhiễm COVID, hắn bị một cái nhiễm trùng bệnh, một bệnh lý nhiễm trùng gì đó khác, hoặc là bị một cái nhiễm siêu vi gì đó mà nó tiềm ẩn mà họ không hề ấy. Vì đa phần những cái bệnh nhân họ vào viện là mình họ không có cái biểu hiện lâm sàng gì cả đâu. Ví dụ như những trường hợp bị nhiễm siêu vi, họ không hề có biểu hiện gì sụn hay là có biểu hiện gì của nhiễm siêu vi hết, nhưng mà họ vẫn bị người ra đây. Nên tất nhiên là mình cái nguồn gốc vaccine là một cái mà mình gợi ý đó, chẳng thể nào mình quy chụp cho hẳn được. Có cái vấn đề mà tiêm cái mũi một xong mà sau đó bị, thì có tiêm mũi hai không? Tiêm mũi hai không thì như mình nói đó, thì hiện tại mình đọc mình đưa cho máy báo thì mình chỉ thấy họ báo cáo là cái vaccine là cái loại loại có cái loại AstraZeneca với là cái loại Johnson họ có báo cáo, còn những cái loại khác thì mình hiện tại mình chưa tìm ra được là họ có liên quan tới cái biến chứng này không. Cho nên cái vấn đề một việc đến tiêm mũi hai không cả nữa đấy, chắc phải tùy thuộc vào các cái có tiêm cái loại khác được hay không nữa, được chứ, được chứ. Và tất nhiên mình cũng sẽ giải thích cho họ, mình cũng phải giải thích cho họ để họ cái quyết định mà tiêm vaccine đó là do người bệnh tự chọn, thấy chưa? Hồi đây giả sử sau này mày bạn đi làm, mày bạn sẽ gặp cái tình huống là giả sử như một bệnh nhân họ vô họ bị một cái bệnh gì đó, sau họ cái hỏi mày bạn là chứ em tiêm vaccine có được không, chứ tôi tiêm vaccine ngay có được không, thì mày bạn chỉ việc giải thích cho họ là theo một cách là những tác dụng phụ có thể gặp của các loại vaccine đó thôi, và sau đó sẽ cho họ lựa chọn, chứ đừng có khẳng định cho họ là nên tiêm hay là không nên tiêm, ok chứ? Vì cái này hắn rất là mệt. Vậy là cái chị nữa thầy Dũng sẽ nói về cái một cái cá mà về liên quan tới COVID-19 và cái Guillain-Barré, thì chị nữa sẽ nhờ thầy Dũng sẽ góp ý thêm về cái việc tiêm vaccine này. Còn anh hiện tại anh chưa có điều trị mấy bệnh nhân COVID, cho nên anh cũng biết là giải thích cái cho em như thế nào, được chưa? Thôi mà bạn còn có khoa chỉ đi gửi đặc điểm con, hoặc là trong quá trình ấy thì có thể chưa nghĩ ra thì chị có thể gọi vào về hộp trạng chứ, con chắc chứ mời anh Dũng bố tiếp tục cái phần của anh. Ôi, xong rồi anh nhé. Rồi chào mẹ em, những việc mẹ em nghe có rõ không? Cái mạng của anh ở đây mình cũng kiểm soát được này, nên là nếu lỡ mà có bị ngắt thì mẹ em chịu khó hết. Thì cái bài này là nhấn chọn à? Dạ, em chọn. Dạ, em chọn. Thì hiện tại thì anh thấy anh Nhân bữa nay đang cố gắng đơn giản hóa sử dụng mấy cái animated pictures hoặc là đó, thì gọi là cái hình ảnh minh họa nó cũng dễ dễ hiểu rồi, mấy hình ảnh minh họa nhẹ nhàng, mấy hình vẽ. Thì cái tâm lý là chứ hiện tại mẹ em đi học trong thời điểm này anh thấy cũng rất là vất vả. Bác sĩ nội trú mà trong vòng 2 năm nay mà bị dịch mà cuối cùng cũng thực hiện được các cái kỹ thuật gì nhiều. Mà em hiểu vấn đề chứ, tức là họ chỉ có 3 năm thôi đó. Người ta chỉ có 3 năm để thực hiện kỹ thuật. Mà bây giờ nhiều bác sĩ nội trú ngoài người ta cũng không không được mổ nhiều. Rồi mẹ em cũng tương tự, tức là không đi lâm sàng nhiều. Kiến thức từ thời 4 đến chưa y năm. Gần như là chỉ là những cái kiến thức về về lý thuyết. Thì hiện tại anh đang ở trong Bình Dương ấy, nhưng anh cũng tham dự được về mẹ em qua các cái đợt giao ban. Thì anh thấy có một số cái vấn đề như thế này, nghĩa rằng là mẹ bạn phải nhớ rằng là chỉ có vào làm việc thì khi nào mình mới tiến bộ được thôi, chứ không phải là việc ngồi đọc sách.
vào làm việc, vào khám, đánh giá bệnh nhân, đi lâm sàng, thì khi nữa mình mới thấy được cái vấn đề gì đang xảy ra, mình đang vướng. Vướng mắc quá. Mày bạn hiểu ý mình mà. Đó. Do đó thì cái vấn đề là sau này hy vọng là hắn bình thường mới sớm để cho mấy bạn đi học. Thì hiện tại là mình cũng cố gắng nói được những cái gọi là những cái chia sẻ kinh nghiệm gọi là đơn giản thôi, để cho mấy bạn phải cố gắng là mường tượng ra một tí, cho con thực sự lý thuyết thì nó dễ đọc, lý thuyết mấy bạn dễ đọc, và những để nắm được lý thuyết thì chỉ có cách là nhảy vô mà thực hành thôi. Thì khi nào mấy bạn mới có thể học kiểu là tăng cường hoặc là nâng cao hoặc là rèn luyện lại cái lý thuyết. Thì một số cái vấn đề là Zika và Covid đó, là hai cái tác nhân mới mới đây, và là hai tác nhân nhiễm trùng. Thì bệnh của bệnh Guillain-Barré thì người ta vẫn nghĩ nhiều là hậu nhiễm trùng, tức là một cái tình trạng hẳn là một cái quá trình các cái từ kháng thể sinh ra, và các cái kháng thể sinh ra mà nó tấn công vào các cái thành phần của cái sợi dây thần kinh nhé. Nghĩa rằng là bệnh Guillain-Barré là bệnh gì, bệnh của hệ thống thần kinh ngoại biên, nên hắn sẽ không có những biểu hiện của thần kinh trung ương, hầu như không có biểu hiện thần kinh trung ương, trừ một rất ít các trường hợp ngoại lệ, rất ít trường hợp ngoại lệ. Nhưng những trường hợp ngoại lệ nữa thì nó thậm chí không nằm trong tiêu chuẩn chẩn đoán luôn, mày em hiểu không nè? Vậy chứ anh hỏi là ai tiêu chuẩn vàng chẩn đoán Guillain-Barré là gì? À, nó không phải là đem đi xin tiệc sợi dây thần kinh ra để mà chẩn đoán Guillain-Barré. Tiêu chuẩn vàng của Guillain-Barré là mấy bạn phải quay lại cố gắng là như thế này, nghĩa là mấy bạn đọc các cái nghiên cứu, các cái nghiên cứu mà lúc trước tại sao người ta thành thiết lập ra cái tiêu chuẩn NINS, hay tại sao người ta thiết lập ra cái tiêu chuẩn Brinton đó, là lúc nữa thì mình mới thấy được rằng là à, cái tiêu chuẩn NINS và tiêu chuẩn Brinton đi là hẳn đồ nhầy, và đồ đặc hiệu của hẳn khoảng từ 90 8 85 đến 90% thôi. Nghĩa rằng câu chuyện là gì, nó chẩn đoán sai đến 10% là có thể chẩn đoán sai đến 10%. Do đó thì câu chuyện là tiêu chuẩn vàng của chẩn đoán Guillain-Barré đó chính là một nhà thần kinh học chuyên về cái bệnh lý Guillain-Barré, hoặc là chuyên về bệnh lý thần kinh ngoại biên chẩn đoán. Được chưa nào? Nghĩa ra là người ta làm một cái thiết lập các cái nghiên cứu nào ra cho ai chẩn đoán, cho các cái bác sĩ, các cái đối tượng là các cái bác sĩ chung, tức là thần kinh chung, hoặc các cái bác sĩ đa khoa này chung để mà chẩn đoán. Nên mấy bạn đọc vào đó thì mấy bạn phải hiểu rằng là mương cái nữa là tiêu chuẩn của ai, có cả cái bác sĩ thần kinh chung hoặc là cả cái bác sĩ về gọi là đa khoa nói chung, bác sĩ nội khoa, các bác sĩ ngoại khoa, sản khoa đôi chứ cũng biết đến bên đi cả. À, hiểu vấn đề này chứ đừng nói là sao nên mình đi nội thần kinh mình không làm, mình không đi về chuyên khoa nội nói chung thì mình cũng làm phải, mà nó là bác sĩ chung nhá. Do đó thì cái tiêu chuẩn thì mấy bạn đọc là như vậy, nhưng cái tiêu chuẩn đọc ra thì cái khi khám hàng mình là khó, chứ không phải là tự nhiên đọc là yếu tiến triển đừng nghe đúng không, tức là khi mà mình đọc tiêu chuẩn thì ai hầu như ai cũng đọc được. Sao nên mấy bạn biết tiếng Anh rồi mấy bạn cũng sẽ đọc được những cái tiêu chuẩn đó, và thậm chí sao nên có tiêu chuẩn ngon lành hơn chẳng hạn, với những cái mắc cơ tốt hơn. Nhưng theo anh hiện tại xu hướng thế giới chứ hiện tại vẫn chưa có cả cái mắc cơ hay là cái gì làm ra cái rẹt yes hay no Guillain-Barré cũng có, mà hẳn là chẩn đoán mình phải phối hợp và mình phải đặt vào trong cái tình huống lâm sàng, và cái người mà chẩn đoán mà chính xác nhất là các cái bác sĩ cái nhận định là các bác sĩ chuyên khoa về cái bệnh lý thần kinh ngoại biên này đó. Thì đương nhiên người ta sẽ phối hợp rất là nhiều thứ khác nhau, mấy bạn thấy ở trong nữa người ta cũng phối hợp cả dịch nạp tủy, người ta cũng phối hợp cả điện cơ đồ, thì mấy bạn cũng đều thấy cả rồi mấy bạn hiểu không này. Nhưng là các cái bác sĩ thần kinh chuyên sâu thì người ta sẽ có cái cách đánh giá, và người ta nhận thấy rằng cái tỷ lệ mà tiêu chuẩn NINS là hàng chỉ đúng khoảng từ độ nhạy độ đặc hiệt là từ 85 đến 90,
2% thôi. Thì do đó thành rằng là mấy bạn đừng cần cứ tham thăng vào đó để mà nói rằng là vài bữa mà những người bác sĩ chuyên gia họ nói là à cái này Guillain-Barré, mà mấy bạn nói không, cái này hẳn phải Guillain-Barré, mà trong khi họ là những người chuyên gia đáng tin cậy. Như thế nào thì mình phải phải hiểu cái vấn đề là như vậy. Tiêu chuẩn vàng hiện tại không có tiêu chuẩn vàng, tiêu chuẩn là gọi là tiêu chuẩn chẩn đoán đồ nhạy và đồ đặc hiệu. Như vậy tiêu chuẩn vàng là do bác sĩ chuyên khoa thần kinh về bệnh lý thần kinh ngoài biên đánh giá. Rồi tiếp theo là ở Việt Nam á, thì một năm ở ở ba tỉnh Bình Trị Thiên là ở chỉ có ở Huế mới điều trị Guillain-Barré hiện tại là như vậy. Và mỗi năm thì có trung bình khoảng 10 ca. Mấy bạn nghĩ là trung bình một năm 10 ca nhá, mấy bạn suy nghĩ chưa? Nhưng là em đi em gặp được 2 ca rồi, không phải. Vì đôi lúc là nó sẽ nổi lên các cái đỉnh điểm dịch, ví dụ như đợt này chẳng hạn, cái đợt mùa này chẳng hạn, mùa này là đang có dịch ngoài những cái Guillain-Barré, hắn có thể liên quan đến cái các cái tác nhân của các cái virus. Hoặc là đặc điểm ở châu Á là ở mùa thu thu sang đông là cái lúc nữa là Guillain-Barré nhiều. Thế là ví dụ em gặp được 2 ca trong mùa này, nhưng vài vài bữa mấy lần đi mùa xuân mùa hè chẳng hạn thì đôi lúc là những cái lớp sau lén gặp. Thể chủ yếu ở Việt Nam là thể AIDP là thể từ dưới tiến triển lên đó. Nghĩa là mấy bạn hiểu không, tức là à thể yếu cái chân trẻ, mấy bạn phải suy nghĩ này, nó không phải là yếu cái chân nhé, xong rồi yếu cái bụng, xong rồi yếu cái ngực, rồi yếu cái tay mới nè, không phải là từ dưới tiến triển lên kiểu như vậy. Mấy bạn hiểu cái thể tiến triển lên nghĩa là như thế nào? Ví dụ là một số người sẽ đặt những cái câu hỏi đơn giản là ví dụ ô mới yếu cái chân, ô đang láng lên thầu ngang cái bụng rồi, sắp lên ngang khẩu cái cơ hoành rồi, và cuối cùng bệnh nhân sắp suy hô hấp rồi đấy. Mà bệnh nhân chưa yếu, mà bệnh nhân hỏi yếu cái tay trước đó rồi. Nghĩa rằng là mấy bạn phải nhớ rằng là Guillain-Barré là một cái bệnh lý tổn thương thần kinh ngoài biên. Và mấy bạn nhớ rằng là cái sợi dây điện ấy, một cái tức là cả cái tổn thương này là giống như chuột cắn cái sợi dây điện như vậy. Mấy bạn biết không? Tức là từ cái nguồn điện là trên não là mình là có cái nguồn điện này, xong rồi truyền xuống sợi dây điện. Nghĩa là truyền xuống sợi dây điện. Một sợi dây điện chuyên thường chơi dây điện nó được gọi là bò tháp, là sợi nó là nó nằm ở trong ngoài đúng là nó ở hệ thần kinh trung ương, tiếp theo nó nối với một cái dây điện thứ hai, phải bằng nhựa nhựa nối với dây điện thứ nhất và thứ hai, mẹ ăn xem như một công tắc thế nào, rồi nối với một dây điện thứ hai, dây điện thứ hai chạy tới một cái bóng đèn, bóng đèn có một cái đuôi đèn, đuôi đèn nó tiếp xúc với cái bóng đèn thì cái bóng đèn là cái cơ để mình co, mấy bạn hiểu không, mình co gấp. Thì cái sợi dây điện thứ hai nữa là được gọi là neuron bằng đồng dưới. Cái điểm nối giữa sợi dây điện thứ hai và cái bóng đèn là gọi là cái đuôi đèn, là nơi gọi là mình có thể tưởng tượng là một cái xi nạp vận động thần kinh cơ. Nha. Thì mấy bạn phải nhớ rằng là cái công tắc đèn chạy tới sợi cái bóng đèn, mà sợi dây nó càng dài thì nguy cơ mà nó bị chuột cắn chẳng hạn, chuột nó cắn bất kỳ một sợi nào, tức là do những cái tổn thương của cái quá trình là từ miệng á, thấy chưa, hầu hầu nhiễm trùng, thì cái cẳng mà sợi nào dài á thì sợi nào có nguy cơ bị hư trước, bạn hiểu không? Mà trong khi đó là ví dụ cái sợi dây thần kinh ở chân người nhà hàng bằng chi phối cho cái băng chân gấp duỗi như thế này á, là sợi nó dài nhất, là nó phải chạy từ đâu, nó phải chạy từ trong lưng á, nó chạy xuống dưới đuôi, nó chạy xuống cẳng chân, nó chạy xuống dưới băng chân, nó mới mới bị và hiểu nào, rồi nó mới 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 chi phối cho việc gấp duỗi bằng chân này. Tương tự những là cái dây thần kinh đuôi chẳng hạn thì nó lại chạy ra đâu, nó từ nơi lưng nó chạy ra nơi đuôi, nó tới cái nhóm cơ đuôi trước, nó làm cái động tác là ví dụ gấp cẳng chân à, gấp đuôi chẳng hạn, thì cái dây nó đoạn nó ngắn hơn, mày bà hiểu không, tức là cái đường đi của nó ngắn hơn. Trên tay á, thì nó đi từ cái cổ, đi từ chi từ cái đàm rồi cánh tay, nó đi ra từ cả cái xương trước của tủy sống, của cái vùng đàm rồi cánh tay là từ C3, C4, C5, C6 ngược 1 chẳng hạn. Thì cái lúc nữa ra chi phối cho cái vận động cái tay.
thì cái dây nữa là mấy bạn thấy hàng dài mừng ra được chi phối được cái bàn tay chẳng hạn, thì là nó phải chạy ra dài ra thấu ngoài bàn tay. Còn cái thời mà chi phối cho cái cơ mà ví dụ như dây thần kinh nách hay dây thần kinh nách chẳng hạn, hoặc là dây có thần kinh cơ bi, thì nó chi phối cái cơ gấp cẳng tay chẳng hạn, hoặc là dạng cánh tay, thì những cái dây thần kinh đó nó ngắn hơn. Mấy bạn hiểu không? Thì dây thần kinh ngắn hơn á thì nó có nguy cơ bị ảnh hưởng sau. Đó, nếu mà một cái tổn thương chuột nặng cẳng thì chú ý rằng là mà một sợi dây thần kinh, mà bạn phải nhớ rằng là sợi dây thần kinh nó dài nhá, nhưng là nó có rất nhiều các cái sợi nhỏ ở trong nữa, chứng tỏ rằng câu chuyện là chỉ câu chuyện rằng là nếu bị một cái tổn thương bất kỳ vào thì những cái sợi mà càng dài thì nguy cơ nó bị tổn thương sớm. Còn nếu cái quá trình nặng nặng tiếp theo, nặng tiếp theo, nặng tiếp theo chẳng hạn, thì hắn sẽ bị bằng tổn thương các cái sợi ngắn. Nên thành ra là bệnh nhân có những cái bệnh nhân mà họ bị tổn thương ở dưới lưng lên, nghĩa là gì? Vì giả sử yếu cái bàn chân trước, yếu cái chân, yếu cái động tác là gấp duỗi cẳng chân trước, xong yếu động tác gấp duỗi đùi trước. Nhưng là nhớ rằng là ví dụ ngang gấp duỗi cẳng chân yếu là trên bàn tay có thể là tê rồi. Vì em thấy em lấy cái tay từ trong đi em đo ra này, từ tay em đo ra rồi từ đùi em đo xuống, thì cỡ ngang giữa giữa cái cẳng, giữa giữa cái cẳng chân á, ví dụ láng lên ngang thì dạng là giống như ngang một nửa cẳng chân, ví dụ măng bột chẳng hạn, thì là lúc nữa hằng hằng bắt đầu là tê lên tay rồi. Thấy chưa? Đó là cái kiểu gọi là thượng lên đó. Và còn cả cái dây thần kinh mà em biết rằng là mấy cái dây thần kinh suy dạ, cái dây thần kinh hoành chẳng hạn nhá, hoặc là cả cái dây thần kinh liên xương mà nó chi phối các cái cơ hấp phụ, thì các dây thần kinh hoành nó cũng bị tổn thương kiểu tương tự. Những dây thần kinh hoành nó không dài giống như dây thần kinh đùi mà hoặc là dây thần kinh ngồi, nó đi xuống, nó chi phối ở dưới động tác gấp duỗi cái bàn chân, em hiểu không? Nó không dài bằng, nó ngắn hơn. Dây thần kinh kinh hoành á thì nó đi từ C3, C4, C5 rồi đi xuống chi phối cho này. Thì trường hợp mà những cái trường hợp mà ví dụ cái dây thần kinh nó ngắn nên nó có thể ảnh hưởng sau, do đó thường là cái chân nó có ảnh hưởng trước. Mấy bạn hiểu không ạ? Và phải hiểu cái vấn đề là như vậy nhá, nghĩa là cái dây thần kinh hoành á là nó ngắn hơn nên cái triệu chứng suy hô hấp nó có thể ít hơn. Tiếp theo, các dây thần kinh nào bị tổn thương? Dây thần kinh của mình có thể chia làm các cái nhóm chi phối theo chức năng, thì là nhóm vận động, cảm giác với thần kinh tự động. Mình nhớ rằng á, là bệnh nhân Guillain-Barré nó rối loạn vận động và cảm giác, là vận động là mình sợ cái chi, đó là mình sợ suy hô hấp. Đấy chứ? Chứ mình không sợ nuốt khó, nói khó. Nuốt khó, nói khó là chưa. Nhưng nuốt khó, nói khó là hắn đang bắt đầu ảnh vì đang bắt nuốt khó nói khó là nó là những sợi ngắn, em hiểu không? Nuốt khó nói khó là dựa dây thần kinh số 9, thấy chưa? Và số 10, số 9 và số 10 ngắn lắm, cái đoạn đi từ phía trên hành não nó đi ra đây chi phối cho các cơ ở đây nó cũng ngắn, mà nó ngắn rồi á chứng tỏ rằng là gì, là những cái sợi dài hơn từ C3, C4, C5 dây thần kinh hoành hắn cũng đã bị rồi. Mày bạn hiểu không? Cần đã bị tổn thương rồi nên thường có nỗi khó là có các cái triệu chứng của dần dần của một cái suy cơ hô hấp, nên á, là trong cái nỗi khó thì hẳn vẫn được xếp vào trong các cái triệu chứng nặng và báo động của bệnh, đó là vì á, là hẳn suy hô hấp. Mình không ăn một ngày mình chết, mình không nói một ngày mình không chết, nhưng mình suy hô hấp mình chết. Tiếp theo nữa là rối loạn cái dây thần kinh tự động, hắn cũng nguy hiểm. Thế là à, cái dây thần kinh tự động nó không trưa dây nào hết nghe nhá, nó có thể tổn thương cả myelin, có tổn thương cả sợi trục, có tổn thương cả những sợi là không có bao myelin. Thế nhá, là nó cũng có thể gây tổn thương. Thì thành ra cả cái dây thần kinh tự động là cả cái dây thần kinh mà không có bao myelin. Mà mình sợ là rối loạn của nhịp chậm chẳng hạn, mất các chi phối của thần kinh tự động, bệnh nhân cũng có thể tử vong. Thêm nữa là hiện tại thì anh đang có một vài bệnh nhân COVID, một vài bệnh nhân COVID mà kèm Guillain-Barré.
Thì người ta nghiên cứu rằng là có những cái bằng chứng cho thấy rằng là nó giống như cái bài anh gửi, nó cái protein protein E của cái con virus đó, nó tạo ra, và cả cái kháng thể mình tạo ra nó tấn công vào cái ganglioxide của cái bao myelin của dây thần kinh ngoại biên, và nó gây tổn thương, mà nó gây ra hội chứng Guillain-Barré. Tuy nhiên á, thì về dịch tễ thì hắn không nhiều hơn lắm luôn này, hắn không gọi là nổi trội lên luôn. Và nhưng mà em phải nhớ rằng câu chuyện rằng là mình biết là nó đông nhiễm, nhưng không dám khẳng định rằng là 100%, không dám khẳng định là nó gây ra. Vì sao anh lại gặp được hai ca luôn mà trong cái nhóm bệnh COVID đó, mấy bạn phải hiểu như vậy nè. Vì cái chỗ bệnh viện của anh là quản lý khoảng 16.000 bệnh nhân, 16.000 bệnh nhân, mà mấy bạn cứ tưởng tượng đi, mùa dịch đi, ở ngoài Huế cũng có được hai ca COVID, à hai ca bị Guillain-Barré, ba à, hai ca bị Guillain-Barré, ba ca bị mấy ca trước khi anh vô á, là có ba ca, rồi sau khi anh vô lại có thêm một hai ca nữa. Thì chứng tỏ rằng là gì? Chứng tỏ rằng á, là câu chuyện rằng là ở Huế không có COVID, mà trong ní á, là có COVID, nhưng là cái tỷ lệ là, mấy bạn hiểu không, cái tỷ lệ là trong 16.000 bệnh nhân nữa thì họ cũng có thể bị đột quỵ chẳng liên quan gì tới COVID cả nha. Hôm qua cũng là một bệnh nhân đột quỵ liên quan đến COVID. Mấy bạn phải tưởng tượng rằng là mình đang ngồi giống như gom mình lại, và cuối cùng hẳn giống như một cái cộng đồng thu nhỏ rồi thôi, hẳn là một cộng đồng, và nó xảy ra ngay ở trên bệnh nhân nữa, trên bệnh nhân đó thì là mình bị có Guillain-Barré hay có cái COVID. Thì hiện tại anh đang liên hệ thì thấy được rằng là hiện tại là ở Bình Dương này thì có khoảng 3 3 đến 4 ca như vậy. Ở Bình Dương 3 4 ca. Mà trong mùa này mà ngoài Huế đã có được khoảng 3 đến 4 ca. Tức là mình sơ bộ thế, thì ý anh nói rằng là những cái nghiên cứu khác á, hắn nói cái tỷ lệ hắn nhiều đâu, hắn phải là gây Guillain-Barré nhiều đâu. Thấy chưa? Tiếp theo nữa là mấy bạn phải nhớ rằng là mình phải làm việc trong một cái môi trường, mà sau này anh cũng biết là mấy bạn sẽ làm. Tự nhiên cái đợt này anh đi ở bệnh viện dã chiến, nghĩa là nó những cái người ta chỉ có những cái công cụ rất là sơ khai, những cái công cụ về hồi sức là chính. Thì khi nào anh mới tự nhiên yêu thêm nơi mình làm việc nhé, yêu thêm bữa trước giờ là tháng phiên ổ thiếu cái này thiếu cái kia nhé. Trời ơi, đang mà lại thiếu những cái công cụ chẩn đoán đấy à, đang ngoài Hà Nội bệnh viện Bạch Mai đâu họ có, mà ở bệnh viện Trung ương thì mình có hai chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng là vô đây rồi thì ít tháng phiên hơn tí, và về chắc là sẽ ít tháng phiên hơn nữa. Ừ. Nhưng là chắc một năm sau anh sẽ bắt đầu tháng phiên lại thôi, biết nè. Vì đó là cái tiến bộ. Nhưng là mình vào đấy thì để mấy bạn hiểu rằng là rất thiếu công cụ chẩn đoán, mà thật sự là rất khó ở đây. Mấy anh tưởng tượng rằng là ồ, đấy là mình thông cảm cho cả các bác sĩ ở dưới huyện, mình thông cảm cho cả các bác sĩ ở tuyến dưới, vì mấy bạn sau này cũng, anh nghĩ rằng là nhiều bạn cũng sẽ về làm ở các cái tuyến y tế cơ sở. Thì câu chuyện đang là thiếu thốn, nhưng thiếu thốn nhưng không có nghĩa rằng là mình không có cách chẩn đoán, mình không có cách để mình phát triển chuyên môn. Nghĩa rằng là giả sử trạng trong trường hợp này ở bệnh viện chỗ anh, hắn còn không có những cái thăm dò sâu về cái chuyên môn chẳng hạn, nhưng những thứ mà anh khám thì anh đã nói rằng là bệnh nhân này là nhận bệnh ngay buổi đầu là đánh giá rằng là một cái Guillain-Barré. Thì vì sao? Vì bệnh nhân có những cái tổn thương cấp tính. Guillain-Barré là những cái tổn thương viêm cấp tính của hệ thần kinh ngoại biên. Tổn thương viêm cấp tính là như thế nào? Cấp tính là mấy bạn phải nhớ rằng là nó cấp tính khác với khởi phát đột ngột đấy nhá. Khởi phát đột ngột nghĩa là giống như đột quỵ chẳng hạn, khởi phát hàng giây, tức là trong vòng vài giây vài phút là bệnh nhân trước đây là bình thường, sau đó vài giây vài phút nặng lên. Nhưng khởi phát cấp tính nghĩa rằng là câu chuyện rằng là bệnh nhân khởi phát trong vòng khoảng, giống như anh nhân nói là câu chuyện rằng là bệnh nhân diễn tiến cấp tính là nghĩa rằng là trong vòng khoảng chi một vài vài tổn thương là
một tuần 7 ngày đầu là bệnh nhân, và thường là cũng trong vòng khoảng vài giờ đến vài ngày người ta tiện người ta đánh giá như thế, nghĩa là vài giờ đến vài ngày bệnh nhân nhận thấy sự suy giảm của cái vận động, hoặc là bệnh nhân thấy sự suy giảm của cái ảnh hưởng của đến cái cảm giác. Thì là thứ nhất là nó khởi phát cấp tính. Cấp tính nghĩa là không không phải đến nỗi là tích tắc đâu nghe. Tích tắc gọi là chỉ khởi phát nhá, khởi phát nhanh, khởi phát đột ngột. Còn khởi phát cấp tính nghĩa là nó diễn tiến nặng dần lên trong vòng khoảng vài giờ đến vài ngày. Nhớ nè. Thứ hai là nó nặng dần lên. Chứ không phải là ví dụ ở trong trường hợp này là nặng dần lên, nó nặng dần lên theo một chiều thôi mấy bạn. Chứ có là lúc sáng thì đỡ, nghĩa là sáng thì có chân lên được, mình thấy nhúc nhích, đưa chân xuống đi câu được. Chiều lại thấy nằm yên nữa, khi vì mày vào biển là nhìn từ lông kính. Ở trong khi mà điều trị trong này là anh quan sát chủ yếu từ lông kính ra đánh giá cái cơn khoảng. Thường một bệnh nhân dành khoảng nửa tiếng đánh giá. Thì câu chuyện là chiều có chân lên rồi đến chiều lại tự nhiên thấy bệnh nhân ngồi từ ngồi xuống đi đi câu đi toilet tại chỗ chẳng hạn. Thì câu chuyện nó là đang bị gì, đang bị dao động nhé. Những trường hợp yếu dao động như rửa thì mấy bạn phải nhớ rằng là nghĩ đến cái vấn đề là tâm lý, những cái cơn ví dụ cơn hysteria chẳng hạn, và phản xạ gân xương thì trong những trường hợp tâm lý là bảo tồn nhé. Và em biết rằng là mấy bạn biết rằng là anh thấy rằng COVID mà liên quan đến tâm lý quá nhiều, hysteria là một giây đây này, ít nhất anh gặp 5 ca trong cái đợt này đâu, 5 ca mày bà hiểu không? Rồi mày bà chẩn đoán ghi án Barre, cái một bệnh nhân liệt hai chân thì mày bà phải quay chân là nó có thể là tâm lý. Nhưng cái gì ví dụ giả sử khi mà anh báo cáo chuyển viện chẳng hạn, anh nói là ông bệnh nhân có tổn thương cấp liệt hai chi dưới, liệt cơ lực 3/5 ở góc chi, 3/5 ở góc chi, 2/5 ở ngón chi, cảm giác tê rần hai chi dưới, thì có ai nhận không? Thì ai biết không, anh cả Bình Dương này mà mới có 4 ca ghi ăn Barre, mà trong khi đó tâm lý thì anh thấy được 5-6 ca rồi, mày bà hiểu vấn đề này. Thì người ta sẽ nói ô vì đang tôi phải nhận ca đi cho anh nhé, thì mình phải có những cái bằng chứng. Thứ nhất mình phải nói là tổn thương này là cấp tính, bệnh nhân này á là nó không có các cái yếu tố về tâm lý chẳng hạn, không có các cái biểu hiện của hoảng sợ lo lắng, không có các biểu hiện của các cái rối loạn giấc ngủ, các cái bằng chứng gián tiếp. Rồi bệnh nhân là có tổn thương nó trong một vùng dưới, bên khám mình thấy ra là cái bằng chứng tức là ngón chỉ mà bạn hiểu là tổn thương nó nơ rong vận động dưới là của dây rễ thần kinh, thì thường là ngón chỉ nó sẽ yếu hơn cái góc chỉ là do đó, do những cái sợi mà càng dài nó bị tổn thương nhiều nặng, nên các cái sợi ngắn ở trong thì tổn thương một phần ít hơn thì cái góc chỉ nó sẽ đỡ hơn so với ngón chỉ, mình khảo ra cái nữa. Tiếp theo nữa là chi, bệnh nhân phải có tổn thương cảm giác theo kiểu dây kiểu rễ. Kiểu dây kiểu rễ nghĩa là chi, cũng tương tự như là cả cái dây thần kinh ngoài biên, cả cái dây cảm giác nó cũng chạy từ phía bàn chân, nó chạy lên 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 tủy sống, nó đi lên trên não ý á. Thì cái sợi dây nào bị dài ví dụ cảm giác chẳng hạn bị dài thì nó sẽ bị ở tê rần kiểng bò gì cả, hoặc là mất cảm giác ở cái bàn chân là nhiều hơn so với góc chân ở góc chi, mày bà hiểu này. Khi mình khám mình phải nhớ rằng là mình phải hỏi cả chi tiến trình bệnh, và lúc nào mình phải khám thì mình thấy ra ở ngón chi chạy ra hàng nặng hơn ở chi ở góc chi được chưa. Và tiếp theo nữa là bệnh nhân có một thứ không giả đo được nữa, đó là phản xạ gân xương. Tức là bệnh nhân này thường là sẽ có Guillain-Barré là tổn thương cấp tính, tổn thương nơ rong vận động dưới. Thì đặc trưng của nơ rong vận động dưới thì mấy bạn phải phân biệt với những cái tổn thương của nơ rong vận động trên, những tổn thương của cái cơ hay những tổn thương của cái suy nạp vận động thần kinh cơ. Cả như mấy bạn đọc thêm, vì trong cái quá trình đi lâm sàng thì mấy bạn phải nhớ rằng là cái này phải kỹ, cái này phải tốt nhé. Nhưng mà bạn phải nhớ rằng đừng có đặt đơn thuần bối cảnh của bệnh nhân chỉ trong một cái vận động thôi, mới cố gắng suy luận, hay đặt thẳng trong một cái bối cảnh rộng hơn nữa, đó là gì, diễn tiến nó như thế nào, tổn thương này là được vận động thì như thế nào, vận động này ngón chỉ nó có rõ hơn ở góc chỉ không, có tổn thương cảm giác theo không,
tổn thương cảm giác theo kiểu dây rễ, hay là bệnh nhân có những cái gì, có những cái biểu hiện gì của não không? Ví dụ mình khám thêm không có cả biểu hiện của hệ thần kinh trung ương. Thì biểu hiện hệ thần kinh trung ương là gì? Lũ lẫn, giảm tri giác, hay thất ngôn, hay là các cái rối loạn về thị lực chẳng hạn. Đấy là dây thần kinh thị được xem là một phần của hệ thần kinh trung ương, mời bạn hiểu không? Dây thần kinh thị nha. Bây giờ làm răng mà tổn thương một bệnh nhân họ nói nhìn mơ, thì máy bào cũng phải biết làm răng phân biệt giữa một cái tổn thương của dây thần kinh thị hay tổn thương của cái chi, của các cái vận động của mắt, mời bạn hiểu không? Vận động của mắt. Vì kỳ cũng phải khi nào mình thấy là những bệnh nhân liệt liệt con mắt á, liệt vận động con mắt, thì họ cũng là chỉ nhìn nhìn tức là liệt mình thấy lạc đó, lạc mắt đó nè, đúng không? Mà bạn hiểu rằng là những cái trường hợp này nó yếu nhẹ thôi, yếu nhẹ thì trường hợp của họ họ sẽ thấy rằng là những cái trường hợp mà mình vận động thì mình thậm chí đang sẽ rất kín đáo, và mình không phát hiện được cái tình trạng là bệnh nhân có liệt liệt cả cái dây vận động nhãn cầu, mà bạn hiểu không ạ? Thì trong trường hợp nữa là những người ta sẽ thấy những thứ kỳ đạo, đó là cái cảm giác của họ, cảm giác của họ đó là họ sẽ bị nhìn đôi, nhìn đôi. Nhưng nhìn đôi hẳn cũng phải rõ, mà nhìn đôi giai đoạn 6 thì hẳn mới rõ, giai đoạn liệt nắng thì hẳn mới rõ, thì giai đoạn đâu á thì nó như thế nào. Nghĩa rằng là nó hai cái hình ảnh trên võng mạc mà hẳn trong lớp hẳn trùng nhau do mất đông trục của nhãn cầu. Đồng trục của nhãn cầu mình di chuyển như thế này thường là đồng trục, và cái giai đoạn sớm của liệt không liệt vận nhãn chẳng hạn, trong cái Guillain-Barré cũng có liệt vận nhãn, mấy bạn hiểu không ạ? Thì bệnh nhân sẽ là gì à, khi mà giai đoạn đầu nha, nhẹ nha, hẳn phải là giai đoạn là ô nhìn đôi không? Mà hẳn nhìn mơ 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 lo 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 do hai cái hình ảnh hẳn trong lấp nhau, là những hẳn tách biệt ra để nói là nhìn đôi. Thì những trường hợp này mấy bạn phải khám cho kỹ về thị lực là như thế nào, phải khám từng con mắt nhé. Đó là kỹ năng, có những kỹ năng đơn giản mà mấy bạn cũng suy luận ra mà mình thấy khám sai mình cũng thấy thấy là không chịu suy luận chứ ngoài nhé. Bây giờ thay vì đó hay mình hãy khám từng con mắt, ví dụ giả sử Benny mà hai con mắt xem cùng lúc mà bị lo, mà chưa trẻ một con mắt là nhìn rõ, chứng tỏ rằng là nó bị gì, nó bị liệt vận động nhãn cầu. Còn nếu mà giả sử hai con mắt mà chưa trẻ một con mắt nhìn mờ, trẻ con mắt bên đi cũng nhìn mờ thì là ảnh hưởng đến thị lực, hiểu không? Có những thứ anh thấy rằng là mấy bạn không chịu suy luận, mấy bạn chịu khám, đôi lúc những cái nhỏ nhặt như vậy mà thành ra khiến khiến đôi lúc mình không khó để mà hội chẩn online. Hội chẩn online là mấy bạn biết rằng là hội chẩn online là phải những người mà khám đánh giá hội chẩn là phải tốt, dưới nữa gửi lên thì mới đúng nha. Thành ra trong cái môi trường mà hội chẩn online này anh thấy cũng phức tạp, đặc biệt là ví dụ giả sử đôi lúc mình ở dưới báo cáo lên trên theo qua điện thoại nhá, nhưng thực sự là mình thực sự thì anh nhận ra vấn đề đó là nó cũng không phải là hoàn toàn là dưới báo lên trên là đúng hết. Thì tiếp theo nữa là cái bệnh nhân này thì cuối cùng cũng được tổn thương được chẩn đoán là Guillain-Barré. Về cơ bản tiếp theo nữa là câu chuyện là mình phải nhớ rằng là giả sử mẹ anh là ở tiền huyện giống như anh chư chẳng hạn, thì chư anh có thể làm gì để mà là khẳng định thêm, càng ngày anh càng lại tin mình cái chẩn đoán của mình hơn. Đó là câu chuyện là gì, mình phải theo dõi họ nhá. Ví dụ giả sử anh từ mới tới đánh giá lần đầu tiên ngày thứ ba của mình chẳng hạn, thì anh theo dõi mình thấy họ nặng dần lên trong 3 ngày nằm viện. Sau đó anh chuyển lên tầng trên, anh lấy số điện thoại của bệnh nhân và anh gọi lại: ô em ngày đi em làm được việc gì, cái chân của em như thế nào rồi? Dạ mấy ngày trước chân em tê này, mà chưa ở mấy ngày trước chân em tê này, mà chưa em tê cái chân, bây giờ em đưa chân lên không nổi nữa rồi, em không thể nhấc khỏi cái giường nữa rồi. Tức là lúc nào mình đang thấy những cái vấn đề rất đơn giản, đó là câu chuyện là gì, bệnh nhân diễn tiến nặng dần về triệu chứng liệt, bệnh nhân xuất hiện mới một cái triệu chứng tổn thương cảm giác, bệnh nhân nói khó này 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 nhớ. Là mình biết rằng là mình càng tin tưởng nữa rằng là bệnh nhân đang trên một cái course, trên một cái diễn tiến. Cái cơ bản đang là câu chuyện mà bạn phải nhớ rằng là đặt vấn đề, đặt một câu chuyện, đặt một cái bệnh nhân vào trong một cái bối cảnh chung,
không phải là phải ra trong ngày đầu tiên, ra trong ngày thứ hai, ra trong ngày thứ ba, mà có thể là ra trong ngày thứ bảy, thứ tám. Những cái quan trọng là mấy bạn có làm tiếng huyền đi chăng nữa thì cái việc mà người người ở tiếng trên á thì người ta muốn nghe cái gì, à ở những người tiếng dưới họ xử lý thật tốt khi đem lên mình này, những người ở tiếng tiếng dưới người ta chẩn đoán, người ta nhận định thật tốt khi đem lên mình này, thì đó là những cái mong muốn đó. Và để làm sao để tiếng dưới thì chắc chắn những người tiếng trên họ cũng mong muốn nghe, họ cũng muốn phản hồi lại cho tiếng dưới, nếu bạn hiểu nè. Nên là không ngại hỏi, không ngại hỏi, mấy bạn cứ hỏi chập là mấy bạn có khi nổi tiếng lắm. À tôi thấy bác sĩ Nam đây này, bác sĩ Nam đây là rất là ở bệnh viện huyện chẳng hạn, mà khi nào cũng gọi hỏi tôi, mà hỏi cho ra đi nhé, hỏi cho ra lẽ đi, rồi ra chẩn đoán đi, thì khi nào mình mới làm rõ được, chứ đừng nghĩ rằng là một bệnh nhân Guillain-Barré chuyển lên, ô hôm qua em chuyển được một ca Guillain-Barré, rồi cuối cùng lên trên nợ, cuối cùng bệnh nhân cũng bị chia trên, có thể là những cái tổn thương tùy, có thể là những tổn thương về về tâm lý nhé. Thêm nữa là tương lai của điều trị đó là điều trị tương lai của các cái bệnh thần kinh, mấy bạn biết là tương lai của viêm hệ thần kinh là rất nổi trội, tức là hiện tại nó đang xu hướng đột quỵ gần như là lên thổ đỉnh rồi, gần 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 đến như thế này, lên thổ đỉnh rồi. Nhưng cái gì đang mẹ mẹ phía dưới mà đang lên rất nhanh đó là trong cái hệ thần, trong trong cái bệnh lý thần, xu hướng của hệ thần kinh, của bệnh lý thần kinh nói chung là bệnh lý của viêm hệ thần kinh trung ương nổi trội lên, bệnh đó nổi trội lên. Và vai trò của hai thứ này trong bệnh lý viêm hệ thần kinh trung ương và viêm hệ thần kinh ngoại biên cực kỳ quan trọng, đó là immunoglobulin miễn dịch và lọc huyết tương. Như nào hai cái này thì mấy bạn cũng nhớ rằng là câu chuyện là hàng hàng thải kháng thể, cơ chế không phải quá rõ ràng, cơ chế không phải quá rõ ràng, nhưng sau này người ta đang cố gắng làm rõ, nên anh cũng nói đến cơ chế. Và đương nhiên rằng là ở nước ngoài á, thì người ta sẽ dùng IVIG ưu thế hơn lọc huyết tương, vì IVIG dễ sử dụng, hiệu quả ngang về lọc huyết tương. Nhưng ở Việt Nam, ở Huế chẳng hạn, à nhưng ở Huế lọc huyết tương dùng nhiều hơn IVIG vì lọc huyết tương rẻ hơn. Nhưng tương lai có thể là IVIG sẽ, tương lai nó có thể đổi. Thì anh nói tại thời điểm này đó, tương lai nó có thể đổi. Vì sao? Vì IVIG dễ sử dụng nhé. Và vấn đề thứ hai là Việt Nam mình cũng 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 đang giàu lên, bệnh nhân chịu khó sử dụng, bác sĩ cũng chịu khó sử dụng. Và mấy bạn phải nhớ rằng là ví dụ những câu chuyện đơn giản thôi, một bệnh nhân dùng thuốc ngày mai cải thiện, mình thấy trước mắt vui không? Vui. Nhưng một bệnh nhân dùng thuốc chuyển lên hồi sức để lọc huyết tương, rồi 10 ngày sau họ sẽ cải thiện, lúc đó mình cũng quên rồi. Lúc đó mình cũng quên rồi, mà mình thấy họ cải thiện ngay tại trước mắt mình, hiểu chưa? Thì mình sẽ buông hơn. Và những thứ nào rất là cảm xúc như vậy, chứ thực sự là anh thấy rằng là IVIG tương lai sẽ sử dụng nhiều hơn vì nó dễ sử dụng. Vậy bạn cứ đặt câu hỏi đi, con câu hỏi vaccine mình chịu luôn á, câu hỏi vaccine của bạn cực kỳ hay luôn á, mà mình cũng chưa suy nghĩ được, chưa suy nghĩ ra, thì lúc đó mình cũng đang cố gắng tìm sệt quá thì. Thì người ta luôn nói rằng là thực sự là câu chuyện rằng là anh nói theo những thứ mà anh suy nghĩ thôi, nhưng mà anh sẽ cố gắng tìm, vì bây giờ mình không gặp nhau một lần, anh khám bệnh nhân không khám một lần mà em phải khám nhiều lần, anh theo dõi tiến trình, và chúng ta cũng gặp nhau một lần, chúng ta phải theo dõi cái tiến trình, hoặc là gặp lại lần tuần sau chẳng hạn. Thì nếu mà vaccine, có nhiều bệnh nhân họ đặt câu hỏi cho anh, đó là những bệnh nhân Guillain-Barré, họ hỏi rằng là anh ơi em bị Guillain-Barré đi rồi, lúc trước khỏi rồi
Bây giờ em tiêm vaccine được không? Ừ, câu này khó này. Ví dụ bên Nhân Đông chấn hoại. Anh ơi em tiêm vaccine được không? À, được được được. Xong. Bệnh nhân về Parkinson hỏi em tiêm vaccine được không? Được. Nha. Bệnh nhân Guillain-Barré hỏi tiêm vaccine được không? Bây giờ em phải cân nhắc về hai thứ. Một là em có thể bị tái phát bệnh, và hai là gì? Và hai là em bị nhiễm COVID hoặc là em bị bệnh COVID và nguy cơ em tử vong. Thực sự hiểu biết của mình chưa nhiều, hiểu biết về bệnh COVID em thấy rằng là chưa nhiều và nó theo đợt thôi. Người ta cũng thậm chí người ta cũng có thời gian và thậm chí là do sự thiếu thốn về cơ sở vật chất trong cái đợt COVID nữa nên thành ra người ta cũng nghiên cứu được. Mấy bạn người thấy rằng là bệnh nhân COVID vô ngày hôm đi hôm qua đi trực hôm đi bệnh nhân COVID COVID tiếp nặng trở nặng thở máy sao như vậy, tức là mấy bạn hiểu không? Người ta cũng có thời gian để báo cáo, người ta cũng có thời gian để nghiên cứu sâu, người ta cũng có thời gian để tìm hiểu câu chuyện rằng là liều còn nên tiêm mũi hai cho những bệnh nhân bị Guillain-Barré nữa. Bệnh nhân tiêm vaccine mà bị Guillain-Barré chắc gì là do anh thiện dạy, chắc gì là do vaccine này, bà hiểu không nè? Chắc gì là do vaccine mà đã, chắc không chắc được do vaccine rồi mà mình nói. Và thứ nhất, vấn đề thứ hai là cái chuyện là tiêm tiếp hay không, khó khó nói. Và tiếp theo nữa là số lượng nó rất ít, số lượng nó rất ít. Thành ra theo anh trong những trường hợp nữa thì là, và trong một số các cái trang web chẳng hạn, anh nói là à anh có bị ghi ăn kể cả anh ấy là có tác dụng phụ ghi ăn Paris, nhưng chưa ghi ăn Paris là mấy bạn biết rằng là điều trị immunoglobulin miễn dịch cải thiện hơn trên 66% trường hợp là bệnh nhân có thể đi lại ngon lành, trên 66% trường hợp. Một số bệnh nhân thì đi để lại cả cái di chứng nhưng hầu hết là đều cải thiện cả. Mấy bạn hiểu không ạ? Mà trong khi bệnh COVID á, thì hẳn hẳn con cũng như vậy, còn tương tự là cái bệnh COVID thằng cũng đó. COVID anh thấy cái tỷ lệ mà nặng á, là cũng 5% hoặc hơn. Chưa kể là nhiễm COVID thằng cũng bị, vì vaccine là kháng thể chống lại một thành phần của bệnh của chi của COVID, mà như nhiễm con COVID đã vô mà tạo ra đá kháng thể tấn công vào đá chứ đá thành phần thì hẳn cũng có thể bị nên thành ra là câu chuyện rằng là anh chưa tin được bài báo mô câu chuyện rằng là tiêm vaccine lần đầu rồi sau đó là còn nên tiêm vaccine lần hai không, hoặc là tiêm vaccine lần đầu, tiêm vaccine lần hai, tiêm vaccine lần đầu bị Guillain-Barré, tiêm vaccine lần hai bị Guillain-Barré lại, chịu, chưa có case report, có thể là họ có những cái case report nhưng case report nữa họ chưa kịp việc, vì chưa họ mới thở, họ mới có thời gian để thở, mấy bạn phải hiểu, câu chuyện là như vậy. Đôi lúc mình đặt câu hỏi là hay, anh thấy rất là hay, nhưng anh cũng sẽ cố gắng tìm trong thời gian tới. Khá ấn tượng với câu hỏi này, bạn ngồi ở nhà bạn tưởng tượng cũng hay rồi chứ, công nhận mấy bạn học có kỹ năng học online chứ, nhưng nhớ rằng là kỹ năng lâm sàng cực kỳ quan trọng nhé, đi lâm sàng ấy. Không biết, nhà không biết. Dạ rồi em đã lấy mấy câu hỏi rồi mấy bạn đã dùng đấy. Dạ thưa thầy, cho em hỏi nếu nghi ngờ Guillain-Barré mà mức độ tin cậy ít thì có nên cho điều trị thử không ạ? À? Thì câu chuyện đang là mấy bạn phải nhớ rằng là nó tin cậy ít nhưng là do ai đánh giá nhá. Phải nhớ rằng câu chuyện này nè, chứ đừng có nghĩ rằng là tin cậy ít nhưng mình cứ điều trị đài cho bệnh nhân vẫn phải. Thì tin cậy ít thì em phải tìm những người có kinh nghiệm để chẩn đoán, vì thực sự chứ anh chứ mẹ em có tự tin rằng là mẹ em khám phản xạ đúng không, mẹ em có tự tin rằng là mẹ em khai thác tiền sử tốt không, mẹ em có tự tin rằng là cái đó là những cái mà mấy bạn phải khám lâm sàng cho kỹ vào. Vấn đề thứ hai là việc điều trị ấy, về việc thứ hai là tin cậy ít nhưng là mình phải nhớ rằng là thường á, là ví dụ giả sử giống như anh chẳng hạn hoặc là bác sĩ Nhân chẳng hạn
Mình là mình phải cố gắng gom những thứ gì của mình là về của mình. Những thứ gì của mình là ghê của mình, nghĩa là như thế nào? Mình là một bác sĩ thần kinh, mình phải làm được cái điện cơ. Mình phải biết là cái độ tin cậy của việc mình làm bao nhiêu. Mình phải cố gắng gom gì cái lâm sàng của bệnh nhân vào trong đầu mình này. Điền cơ mình làm mình cũng phải gom vào trong đầu mình này, chứ không phải người khác đọc nha, chứ không phải là bác sĩ Thủy đọc cho mình chẳng hạn. Bác sĩ Thủy đọc rồi kết luận cho bác sĩ thần kinh, rồi bác sĩ thần kinh lại cộng thêm cái cảm nhận của bác sĩ Thủy nữa, rồi xong rồi chẩn đoán. Nghe bác hiểu không? Và câu chuyện rằng là đồ tin cậy ít này thì cũng được, tức là ở nếu mà ở khi mà mấy bạn về làm ở tuyến thì đôi lúc mấy bạn chỉ là bác sĩ về nội khoa hoặc chuyên khoa thần kinh đơn thuần chẳng hạn, thì mấy bạn có thể là ngồi hội chẩn với nhau, ngồi nói chuyện với nhau, quay lại protocol năm đó làm chuẩn chưa, chụp lại thêm thử một số các cái MRI mà khảo sát cái rễ của thần kinh thử quay thử. Thì đó là câu chuyện rằng là mấy bạn hiểu không, tức là sao, nên là cái cách mình hành nghề là như vậy. Muốn tin cậy ít hay tin cậy nhiều là trừ khi mình phải ngồi lại với nhau để quay thử là nên đáng tin cậy hay không, chứ đừng có ngồi mà ngồi lập luận một mình, ngồi nói chuyện một mình như thế nào, mà phải ngồi trao đổi với nhau. Đó là cách làm việc đa chuyên khoa. Và cái nữa là trong nhóm team làm việc thân kính của anh vẫn đang hướng tới câu chuyện đó là làm việc đa chuyên khoa. Có những thứ gì có thể khẳng định bổ sung cho bệnh nhân này, đó là những cái chập dịch não tùy, những cái điện cơ làm đúng protocol nhé, phải làm đúng protocol. Và tiếp theo nữa là cả cái MRI mà khảo sát các cái chuỗi xung đặc biệt ở ở cái rễ á, thì mình cũng có thể thấy được cái tổn thương này. Tiếp theo nữa, mình điều trị là đương nhiên rằng là người ta cũng đã thấy rằng có những cái câu chuyện rằng là một số bệnh nhân điều trị không đỡ này. Điều trị không đỡ này. Mà lúc đầu mình tự tin Guillain-Barré lắm, tự tin Guillain-Barré lắm. Thì những lần đỡ không đỡ này, thì người ta sẽ xem lại chẩn đoán. Người ta sẽ quay ngược lại chẩn đoán. Nhưng khi điều trị immunoglobulin miễn dịch và lọc huyết tương, thì mấy bạn phải xem các cái chống chỉ định. Nếu bệnh nhân không có chống chỉ định thì việc mà mấy bạn điều trị sai hẳn cũng nặng nề như cả. Mấy bạn hiểu không? Do đó thì trong cái nhóm mà mấy bạn biết rằng là một bệnh nhân, trong cái lưu đồ trên mấy bạn có thể tìm được trên UpToDate chẳng hạn, thì lưu đồ của hẳn là cũng có thể là chỉ chẩn đoán theo tiêu chuẩn như vậy. Rồi xong rồi mình có thể tiện bệnh nhân trong khởi phát trong vòng 4 tuần. Bệnh nhân có triệu chứng của nặng, khó không thể đi lại được dưới 10 mét chẳng hạn. Tuy nghe cái chuyện không thể đi lại dưới 10 mét là khá gọi là chủ quan, thì một theo anh là những cái trường hợp Guillain-Barré là anh sẽ điều trị hết, chứ không phải chờ đến lúc mà đi lại 10 mét mới điều trị. Thì những cái trường hợp nào mà em có thể sử dụng không có chống chỉ định của IVIG hay là lọc huyết tương, mình có thể điều trị nếu nó không đáp ứng hoặc nó đáp ứng một phần thì mình có thể là phải xem lại chẩn đoán. Nhưng mà em cũng phải nhớ rằng là nhiều bệnh nhân mình phân vân giữa hai bệnh chẳng hạn, ví dụ mình biết là phân vân giữa một cái đợt cấp của một cái bệnh lý hủy myelin mạng tính hay là một cái Guillain-Barré, một cái gọi là cả cái một cái viêm đa dây đa rễ thần kinh cấp tính. Những hai trường hợp nữa mình đều có IVIG, mình đều có thể sử dụng được IVIG thì mình điều trị IVIG. Chứ còn mấy bạn đừng có nghĩ rằng là câu chuyện là điều trị thử nhé, thử là như thế nào, thử có đáp ứng không à, không phải, nó không phải là điều trị thử, điều trị luôn. Những câu chuyện rằng là điều trị luôn nhưng với cái chẩn đoán ban đầu của mình là như vậy, nhưng mình điều trị nữa gọi là điều trị sai. Sau khi điều trị xong mà cải thiện mà hoặc là sau đây mình đổi thành chẩn đoán khác thì gọi là điều trị sai nhá, chứ đừng có thử. Bạn cứ hay dùng từ điều trị thử, anh cũng biết, anh cũng chưa chẩn đoán rồi. Nhân nhân nói đi. Dạ, Nhân chưa tay à? dạ, em có ý kiến chỗ này xí, giống như cái câu hỏi của bạn á, là khi mà mình thấy mức độ tin cậy mà không nhiều á, thì còn đến điều thì không á, cái cả này hằng tùy thuộc có nhiều cái, ví dụ như khi mà mình đánh giá mình thấy hắn quá đầy đủ các cái tiêu chuẩn mới gợi ý cho một kỳ người ta bắt đấy, thì mình trước tiên là mình phải đến tìm, mình phải làm tất cả những cái khác để mình tìm có thể có những cái khác không có đạt. Thứ hai nữa là
sau khi mà mình Ừ. tìm những cái đó rồi mình vẫn thiên về một cái gì đó thiên về Việt Nam mà đấy, thì em nghĩ là đến mình nên tìm đến trên trên ý vắng á, coi thử là nó có những cái trường hợp nào ngoài lệ không, ví dụ như giả sử có những cái trường hợp mà mình thấy là đa phần bệnh nhân họ chấp cái đột quỵ là liên có không đi tập tế bào, mà giả sử như có một cái nào đó mà mình vẫn rất là nghi ngờ Việt Nam mà đấy, nhưng mà lại trong những đột quỵ không nó bình thường thì mình có thể mình sẽ tìm đến ý vắng có thể có những cái bài tương tự như vậy báo cáo hay không, hoặc là ví dụ như có những trường hợp ví dụ như bệnh nhân họ bị một cái cũng ngay nữa em có gặp một cá là họ bị whitmore, sau đó họ cũng bị cái lâm sàng hẳn tương tự như là vitamin D và đo điện cơ đã hẳn cũng tổn thương theo kiểu như vậy, trong khi nó tùy protein cũng tăng rất là cao để mà hoàn toàn bình thường, thì giả sử như trong những trường hợp như vậy đó, thì mình có thể mình sẽ phân vấn giữa hai cái việc, một đó, là về có phải là cái biểu hiện nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng thì có cái huyết mó đó không, nó gây ra cái tổn thương của cái đặc biệt thì giải thần kinh hay không, và hay là và cái việc điều trị là mình sẽ điều trị cái nhiễm trùng nó đỡ thì cái cải thiện về mặt thần kinh của mình họ có đỡ hay không, hay là mình phải điều trị tương tự như một cái trường hợp mà viêm gan B thì nếu như trong những cái trường hợp như vậy thì mình có thể mình sẽ tìm đến y văn có thể họ có báo cáo những trường hợp như vậy hay không, và nếu như họ có báo cáo những trường hợp mà họ bị những họ bị bít mó chẳng hạn bằng cái đá được viêm gan B và họ có những cách thức điều trị như vậy thì mình có thể mình sẽ điều trị theo như vậy, còn tất nhiên cái chuyện mà điều trị viêm gan B giả sử như mình cho dù mình chắc chắn là bệnh nhân đó đã đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là viêm gan B và mình quyết định điều trị là IBD hoặc là trao đổi việt tương, nhưng mình cũng thể nào mình khẳng định được là đối với những trường hợp mà mình chắc chắn viêm gan B thì mình điều trị như vậy bệnh nhân hẳn sẽ hồi phục, nhưng có những trường hợp giả sử như họ bị tổn thương hẳn nặng nề quá rồi thì quá trình hồi phục có thể hẳn sẽ rất là lâu hoặc là thậm chí là hẳn sẽ dài dẳng mãi như vậy, hẳn tiến triển theo có thể là CIDP, có nghĩa là có thể mãn tính, chứ không phải là lúc nào mình cũng nghĩ là nếu như họ chẩn đoán chắc chắn là viêm gan B, chẩn đoán gần như là chính xác là viêm gan B thì mình điều trị mình sẽ hy vọng là nó sẽ cải thiện ngoan mục. Rồi, cảm ơn Nhân. Thì anh cũng thấy rằng là cái vấn đề là của mình là mình phải chấp nhận rằng là câu chuyện rằng là những là tỷ lệ mà không hồi phục nhỏ, không hồi phục á, tức là tỷ lệ mà không hồi phục á, là mình phải nhớ rằng là khi nào mình cũng phải làm một cái quá trình tiếp theo, đó là theo dõi bệnh nhân. Và cái chuyện mà bệnh nhân không hồi phục á, thì mình phải, việc mà mình có thể làm ngay tại viện đó chính là phải xem lại chẩn đoán. Vì nếu khi mà mình cứ xem lại chẩn đoán trước, vì xem lại chẩn đoán nó rất quan trọng, đúng là có tỷ lệ mà bệnh nhân điều trị không hồi phục là có, hoặc là hồi phục chậm hoặc là hồi phục ít à, có, nhưng là vấn đề là cái việc mà nó đang nằm trong tầm tay của mình đó là gì, đó là phải xem lại chẩn đoán. Vì sau khi mình cứ giải thích là không hồi phục rồi mình sẽ đưa gói phục hồi chức năng này hoặc là cho bệnh nhân về nhà này, thì những cái trường hợp đó thì thường là sẽ khó theo dõi hơn nhiều. Thì tiếp theo nữa là trong trường hợp nhiễm trùng á, thì thậm chí có nhiễm trùng ở đó, thậm chí là bệnh nhân đang có nhiễm trùng cấp, mà nếu có bệnh nhân có cái tiêu chuẩn của Guillain-Barré là tiêu chuẩn đơn giản, hẳn cần phải là phải liên hệ gì với cái nhiễm trùng cả, mà gần như là cái tiêu chuẩn hẳn là độc lập về nhiễm trùng đó, hẳn cần phải nói là à, ông phải sao nhiễm trùng mười mấy ngày hoặc sao nhiễm trùng một tuần. Một bệnh nhân mà thậm chí đang nhiễm trùng hoặc thậm chí đang ho chẳng hạn, đang ho hay nhiễm trùng gì đó chẳng hạn, mà những bệnh nhân bây giờ đầy đủ tiêu chuẩn, tận cả cái tổn thương của giảm tốc độ dẫn truyền rõ ở trên trên điện cơ chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân cả cái tổn thương của myelin rõ trên điện cơ, hoặc là bệnh nhân khởi phát cấp tính với các cái tổn thương của sợi trục trên điện cơ, và bệnh nhân có phân ly đàm tế bào chẳng hạn, hoặc là mình chờ tới cái giai đoạn phân ly đàm tế bào, đôi lúc mình có thể điều, và mình cũng trong cái trường hợp nữa thì mình có thể điều trị nhiễm trùng và kèm lúc kèm luôn và điều trị Guillain-Barré. À, vì Guillain-Barré là nó không phải nói rằng là khi là nó không phải là 100% là nó hầu nhiễm trùng, mà nó có thể liên quan trực tiếp với nhiễm trùng, và trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán của Guillain-Barré thì cũng không cần phải là liên hệ trực tiếp với nhiễm trùng. Vì anh cũng biết là cái cá nó Whitmore thì là như thế nào,
nhưng là đó có Whitmore mà có gây ra cái Guillain-Barré không á, thì theo anh thì hẳn là một cái bệnh lý liên quan đến nhiễm trùng, hẳn cũng có thể tạo ra cả cái kháng thể và có thể liên quan đến cả 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 cùng gây ra Guillain-Barré. Nói chung là Guillain-Barré là một cái chẩn đoán có thể là độc lập và cũng có thể là kèm theo cái ho đó. Nên vì việc mà trì hoãn mà để điều trị mà chơi cho đáp ứng thì liệu có phải là có lợi hay không, mà nó có, nếu mà giả sử có những cái tổn thương sợi trục hay cả cái tổn thương myelin ở trên này rồi mà mình điều trị mình chờ cái nhiễm trùng đáp ứng chẳng hạn 7 ngày 8 ngày sau, mà trong khi đó trước đó bệnh nhân cũng có thể là diễn tiến một thời gian trước đó rồi, thì nói chung là điều trị càng sớm thì lợi ích càng cao. À, thêm nữa là mà một bạn có câu hỏi là thưa thầy, nếu không điều trị thì hội chứng Guillain-Barré có tự khỏi được không ạ? À, thưa thầy cho em hỏi nếu Guillain-Barré lần 2 thì lâm sàng nặng hơn không ạ? Guillain-Barré là cấp tính, nó ít khi xảy ra lần 2, trừ khi hẳn là một ít khi xảy ra lần 2. Và tỷ lệ mà xảy ra lần 2 người ta nghiên cứu là thấp, vì cả này nó có trong y văn rồi, y văn người ta nghiên cứu là tỷ lệ xảy ra lần 2 thấp. Thứ hai á, là những mình phải nhớ rằng là liệu nó có bị cái tình trạng như thế này gọi là đợt cấp của một cái tình trạng là viêm viêm màng, từ đó nghĩa là bệnh nhân này là không khỏi sau sau đó mà cứ tê cứ rối loạn cảm giác và sau đó nó nặng hơn, tức là bệnh nhân có thì triệu chứng tồn tại mà bạn hiểu nè, còn tồn tại màng tính sau đó có một cái đợt cấp lên thì hẳn là mình phải coi chừng là hẳn là một cái đợt của một viêm đa dây đa rễ thần kinh màng tính, vì cái tỷ lệ mà tái phát đợt hai không nhiều nên nên anh cũng chưa thấy, nhưng anh sẽ tìm đi câu hỏi của mấy bạn anh thấy rất là hay, nghĩa là đợt hai còn nặng hơn đợt đầu không ấy, thì sẽ cố gắng tìm, nhưng là anh đọc được rằng là tỷ lệ lần hai rất thấp, nghĩa là mình phải cố gắng giải thích cho bệnh nhân. Bệnh nhân mà Guillain-Barré, những bệnh nhân nữa họ sợ họ bị lại lần hai lắm, sau những cái nhiễm cúm, sau những cái ho mà họ bị liệt sau rồi á là chưa họ về, mình có thể giải thích là sau một cái hậu nhiễm trùng như vậy, và cuối cùng á là bệnh nhân là gì, cuối cùng bệnh nhân là họ khi nào họ hoảng sợ hết, khó họ gọi cho mình, khó thở họ gọi cho mình đó, nhưng là thành ra những là trước đó bệnh nhân đã khỏi lưới cả cái triệu chứng rồi. Nhân có bình luận gì về câu này? À, dạ. Em có ý kiến ở chỗ này chứ, tại tức là cái mà cái câu hỏi mà bạn hỏi, cái ý mà bạn hỏi là em thấy là trong sách vở thì họ vẫn có nói là cái hiện tượng mà ví như khi mà mình bị cái đám đấy lần đầu xong rồi mình điều trị đỡ rồi, cả thiền xong rồi nhưng mà sau đó lại bị lại ấy. Thì dạ, nếu như mấy quá trình đó mà nó bị lại mà trong vòng 8 tuần á, là ví như sau khi mà mình lọc huyết tương hoặc là mình dùng IV để mình đỡ rồi mà trong vòng 8 tuần nó bị lại, thì người ta gọi cái hiện tượng đó là gọi là hiện tượng mà dao động mà do điều trị, thì cái tỷ lệ nó chiếm khoảng 5 đến 10%. Và Thì cái này đúng là dao động, cái này là do điều trị thôi chứ không phải là bị một cái người ăn Paris mới. và nếu như mà những trường hợp đó thì người ta vẫn khuyến cáo là cho điều trị lại lọc huyết tương hoặc là IV lại. Còn nếu như mà họ nói là nếu như mà cái tỷ lệ mà khi mà một cái điều khi mà một cái villa mà đau đau vú mà hằng 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 dài dẳng triệu chứng kéo dài đến 8 tuần hoặc là nó có rồi bị mà 3 lần đến 3 lần trở lên mà bị cái hiện tượng dao động do điều trị đó, thì người ta lại xếp vào cái nhóm là bị CIDP, nên là và cái tỷ lệ nó thì khoảng 6 đến 5 đến 10%. Đúng rồi, tức là bác sĩ Nhân đang nói một cái tình trạng, nghĩa rằng là tình trạng dao động liên quan đến điều trị là một. Thứ hai á, là bên bác sĩ Nhân đang nói thêm một tình trạng, nghĩa là sau cái đợt cấp của Guillain-Barré nhưng là sau đó nó màng tính, mấy bạn hiểu không, tức là anh đang khi này anh cũng có nói, tức là nếu màng tính sau đó có những cái đợt cấp khác thì cái này gọi là đợt cấp của một cái viêm đa dây đa rễ thần kinh màng tính, thì cái nữa là mình phải tách biệt rằng
rõ ràng rằng là họ không phải bị một cái Guillain-Barré mới. Nghĩa là mấy bạn hiểu không? Tức là Guillain-Barré mới nghĩa là gì? Bệnh nhân bị Guillain-Barré, xong rồi bệnh nhân khỏi hoàn toàn rồi, sao bệnh nhân lại bị một cái Guillain-Barré mới nữa? Thằng khác về câu chuyện rằng là bệnh nhân đang điều trị và bệnh nhân có những cái dao động trong cái quá trình điều trị đó, hiểu không nào? Thì thành ra là câu chuyện là nó khác. Vì mấy bạn biết rằng là nếu mà giả sử mấy bạn bệnh Guillain-Barré họ khỏi trong vòng khoảng 8 tuần rồi chẳng hạn, à trong vòng khoảng 4 tuần chẳng hạn, mà bệnh nhân khỏi hồi phục triệu chứng rõ hết rồi, sau đó bệnh nhân đi lại vận động bình thường, hoạt động bình thường lại rồi, ít cả cái rối loạn về cảm giác rồi, thì lúc nào mình sẽ chẩn đoán rằng là bệnh nhân khỏi rồi sau Guillain-Barré, họ không bị cả cái gọi là những cái tổn thương mang tính nữa. Ví dụ hoặc là sau lại 8 tuần chẳng hạn, mấy bạn có thể là đánh giá lại điện cơ chẳng hạn, lúc đó những cái triệu có thể đến điện cơ nó đã hồi phục rồi và bệnh nhân không còn tồn tại dai dẳng các cái triệu chứng nữa, thì lúc nào mấy bạn Guillain-Barré là bệnh cấp tính, nên cấp tính là điều trị khỏi, nhưng cấp tính nó có thể chuyển sang mãn tính. Đó. Thì cái câu hỏi của những là Guillain-Barré, tức là cái tỷ lệ mà nhân nói là 5 đến 10% đó là Guillain-Barré, những chuyển thành mãn là cái nhóm nữa là 5 đến 10%, nhưng Guillain-Barré lần 1 khỏi rồi nhưng là bị Guillain-Barré lần 2, thì tỷ lệ mà bạn nói là cho em hỏi nếu nhiễm Guillain-Barré lần 2, tức là bị Guillain-Barré, nhiễm không gọi là nhiễm Guillain-Barré nha, mà bị bệnh Guillain-Barré, chứ không phải nhiễm, nhiễm là nhiễm mấy con virus đó, bị bệnh Guillain-Barré lần 2, tức là nghĩa là lần đầu là khỏi rồi nhá, nếu mấy bà mà chẩn đoán là lần 2 là khỏi rồi. Thì con nếu mà giả sử Guillain-Barré mà mang một Guillain-Barré chuyển thành một cái bệnh lý thần kinh mãn tính rồi sau đó nó bị một cái đợt cấp lên, thì mình gọi là đợt cấp của viêm đa dây ra rễ thần kinh mãn tính, thì nó nằm bối cảnh hoàn toàn, cái tỷ lệ này có thể là giống như bác sĩ Nhân nói là 5 đến 10%, nhưng cái tỷ lệ mà Guillain-Barré khỏi rồi sau đó là họ khỏi hoàn toàn, đỡ hoàn toàn nhưng sau đó họ bị Guillain-Barré lại, thì sách vừa nói là những cái các cái nghiên cứu người ta nói rất rất ít, rất hiếm, và mình phải giải thích rằng bệnh nhân rằng là à anh đã khỏi triệu chứng rồi, bây giờ ho vài bữa ho sổ mũi lại cũng cứ gọi anh, tức là bệnh nhân của anh ho sổ mũi lại cứ gọi à anh ơi em sợ bị Guillain-Barré lại quá. Ừ, như vậy thì mình mà giải thích là 5 đến 10%, ví dụ nhưng là câu chuyện đang là họ đã khỏi rồi, thì câu chuyện đang là hiếm Guillain-Barré mà bị lại thì nó hiếm, thì cá nhân có thể gửi cho mấy em xem thêm cả cái bài báo về cả này, và cả cái giáo sư ở Pháp ấy, thì người ta cũng đặt ra cái vấn đề này trong những cái bài giảng của họ, tức là nghĩa rằng là đúng người ta có quan tâm, đó là những cái câu hỏi người ta thường đặt ra, thì thành ra người ta có quan tâm và người ta đưa vào bài giảng, thì các tỷ lệ nó thấp thấp. Nhưng mà bạn phải nhớ phân biệt cái anh Nhân nói, bác sĩ Nhân nói thì hay ở chỗ là mình phải rõ ràng trong việc rằng là dao động trong đợt điều trị, hay phải hiểu rằng là cái câu phải hiểu rằng là dao động trong đợt điều trị hay là một cái bệnh lý đợt cấp của bệnh lý thần kinh mãn tính chứ không phải là Guillain-Barré mới nhé. Guillain-Barré một cái gọi là viêm đa dây ra rễ thần kinh cấp tính đó, là mình gọi là Guillain-Barré đó, thì một viêm đa dây ra rễ thần kinh cấp tính mới hay là một cái đợt cấp của một cái viêm đa dây ra rễ thần kinh mãn tính hay là một cái dao động do liên quan đến điều trị, là ba cái này mình phải cố gắng tách biệt ra. Lý thường là liên quan đến thời gian và sau đó là cái diễn tiến về lâm sàng, chủ yếu là thời gian. Ví dụ dao động trong đơn trị trong 4 tuần đầu trong cái quá trình điều trị của bệnh nhân là bị, còn là đợt cấp của thần kinh mãn tính nghĩa là bệnh nhân sau 4 tuần rồi bệnh nhân vẫn còn các cái triệu chứng dai dẳng và sau đó bệnh nhân vẫn có thể là xuất hiện các cái đợt nặng lên, thì những cái trường hợp này thì anh cũng gặp, cũng đang quản lý những bệnh như vậy và họ bị từng đợt nặng như vậy, họ vào viện, thì lúc nữa mình sẽ điều trị theo cái đợt cấp của viêm đa dây đa rễ thần kinh mãn tính. Nguyễn Công Quốc thưa, thì là liên quan đến mặt thời gian mà bạn hiểu nè. Rồi còn một bệnh nhân sau 4 tuần bệnh nhân đã khỏi, đỡ triệu chứng, bệnh nhân lành đi lại bình thường, hoạt động bình thường, sau đó bệnh nhân bị lại một đợt cấp mới, thì tỷ lệ nó rất ít, mà mấy bạn biết rằng là
Cái nào mình phải suy nghĩ lại, mình phải hỏi lưu lại tới anh ơi, anh còn cả cái triệu chứng gì tồn tại sao nữa không, anh ơi anh còn triệu chứng cảm giác gì tồn tại không, triệu chứng của anh còn tệ không, hay về nhà anh có đi lại nhưng đi lại được như thế nào, có chạy nhảy được không, hay là nói ra về nhà tôi đi lại được rồi bác, nhưng là sau đó thì tôi yếu năng hơn này, bạn hiểu không? Cái từ đi lại được là đơn giản quá, từ đi lại được là họ đi lại nhưng họ vẫn còn cảm nhận yếu là câu chuyện khác. Anh đi lại anh chạy nhảy được không, anh trả về lại cuộc sống bình thường như trước khi anh đã bị ghiang ba về chưa, thì những cái trường hợp như vậy thưa thầy cho. Đương nhiên là những trường hợp này đôi lúc là khó em ạ, mấy cái trường hợp mà một cái ghiang ba rê nhiễm mới, hay là một cái trường hợp đợt cấp của ghiang ba rê mà mạng tính, thì theo anh nên ưu tiên chẩn đoán là một đợt cấp của viêm đa dây đa rễ thần kinh mạng tính hơn là bị một cái tái phát của ghiang ba rê mới. Nhưng về cơ bản điều trị hạn chỉ khác nhau một thứ thôi, hai cái này khác nhau một thứ, đó là điều trị nền corticoid hay không, điều trị nền của các cái thuốc ức chế miễn dịch ngoài được cấp thì mình phải có những cái điều trị nền là khác biệt cái đó. Cho thực sự là cả như mấy thầy cả cái giáo sư ở bên Pháp cũng đặt cái vấn đề luôn á, là những cái đường này là mấy ông nói là rất là khó, trường hợp này mấy ông nói là rất là khó, thì trong những trường hợp này ông điều trị IVIG điều trị gì lọc huyết tương luôn, vì trong những trường hợp đợt cấp của viêm đa dây đa rễ thần kinh mãn tính có chỉ định IVIG, có chỉ định plasmapheresis tức là lọc huyết tương đó. Thì và sau đó mình có thể đánh giá lại để đánh giá xem là bệnh nhân có cần một cái điều trị màng không. Dạ thưa thầy, cho em hỏi nếu không điều trị thì hội chứng Guillain-Barré có tự khỏi được không ạ? Mình điều trị IVIG bao nhiêu lâu thì mình biết đó là di chứng không hồi phục vậy ạ? Cả ni bác sĩ nhắn trả lời này. Còn hai câu cậu Mà hoài tích cực hả? Em đang có vẻ mà thường thường là anh thấy cũng hay, nhưng còn ngồi mà suy nghĩ ra được những câu này là đúng là siêu thiệt. cậu mà nếu không điều trị thì làm đây có tự khỏi được không á? Thế cậu đi thực tế mà trong những cái sách mà trước đấy thì người ta nói là thì Guillain-Barré là một cái tổn thương cấp tính, về mặt lý thuyết là nó có thể tự hồi phục, nhưng mà các cái tài liệu hiện tại mà mình đọc thì khi mà mình chẩn đoán một cái Guillain-Barré thì mình nên điều trị càng sớm càng tốt cho họ, vì mình thể nào mà biết được là cái đó nó có tự hồi phục hay không, hay là nó có diễn tiến nặng hơn. Và nếu như mà mình đánh cược với một cái việc mà nó càng ngày nó diễn tiến nặng hơn và nó có thể gây suy hô hấp hoặc là nó tổn thương các cái dây thần kinh nặng nên tổn thương theo kiểu xe trục, thì nó rất là lâu để mà hồi phục, thậm chí là nó phải dài dẳng như vậy và nó chuyển qua có thể mang tính. Cho nên là hiện tại thì nếu như mình đã chẩn đoán là Guillain-Barré thì mình nên điều trị càng sớm càng tốt nếu có thể. Anh chỉ ra thêm một thứ nữa thôi để mà em biết rằng là có thể tìm được, cái này là cái có thể tìm được, vì người ta có cả cái nghiên cứu gọi là cả cái nghiên cứu RCT, cả nghiên cứu mu đôi ngẫu nhiên có đối chứng giữa nhóm điều trị IVIG và nhóm không điều trị IVIG. Nhóm không điều trị sẽ sử dụng giả dược thôi, còn một bên là sử dụng IVIG. Thì mấy bạn biết rằng là trong cái khi mà nghiên cứu như vậy á, thì người ta so sánh giữa nhóm có điều trị và nhóm không điều trị, thì nhóm không điều trị hẳn cũng có tỷ lệ hồi phục đó. Và những là cái nhóm là riêng IVIG thì nó rõ ràng hơn rất nhiều, rằng là nó mấy bạn biết rằng là nó rõ ràng hơn rất nhiều ở chỗ rằng là nó cải thiện tỷ lệ hồi phục này, cải thiện tỷ lệ tử vong này, cải thiện cái khả qua thang điểm MEGOS, tức là một cái thang điểm đánh giá chức năng của bệnh nhân, chức năng chủ yếu là về vận động của bệnh nhân. Có cái câu hỏi tiếp là mình điều trị IVIG bao nhiêu lâu thì mình biết đó là di chứng không hồi phục vậy ạ? Anh ấy thì hơi 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 khó để mà nói, vì thực ra thì cái khuyến cáo thì một cái liều trên liều trị IVIG như vậy á, thì người ta sẽ điều trị với cái liều cái này mình có chiếu cho mấy bạn, là liều không phải 4 gram đến kg trên một ngày và trong vòng 5 ngày, và tất nhiên là người ta khuyến cáo là điều trị một cái liều trên như vậy thôi, và sau đó người ta sẽ theo dõi cái đáp ứng. Thì có thể á, là mình nói là cái trong cái nó để có thể họ sẽ hồi phục nhanh hoặc có thể họ hồi phục chậm, hoặc thậm chí là họ sẽ bị giả dạng như vậy, thì cái này mình thể nào mà mình có một
cái chế độ gọi là khẳng định được là hắn hắn di chứng hay là hắn hồi phục được, mà quả mặt là mình phải theo dõi thôi. Thì theo anh là như thế này, cả mấy bạn nên hỏi hay ấy, tức là vấn đề là như thế này này, nhưng là mấy bạn phải ngồi mà suy nghĩ, suy ngẫm lại xí, tức là IVIR mà di chứng mà không hồi phục, tức là ý bạn là rằng là bệnh nhân sẽ bị đã hồi phục như thế này và đến một thời điểm một đó là dừng hồi phục luôn, ý là nghĩa rằng là di chứng nghĩa là ngã đoạn đấy, mấy bạn dừng hồi phục nghĩa là mấy bạn hiểu không, tức là nó đã đến dạng bình nguyên và duy trì như vậy cả đời. Mà bạn hiểu ý câu hỏi của bạn này không? Anh hiểu là như vậy, tức là bạn nói rằng là sau điều trị bao lâu thì là ngừng hồi phục. Thì mấy bạn phải nhớ rằng là câu chuyện như vậy, các liệu pháp điều trị ức chế miễn dịch này này thì hẳn phải là mình đem đi giải thích của bệnh nhân rồi mình nói rằng là bệnh nhân là điều trị cả đi là bố là cái là đi lại được ngày mai luôn, không phải mà này nhá. Mà vì rằng là người ta làm cái gì, khi mà nghiên cứu á, người ta so sánh và người ta đánh giá cái thang điểm MEGOS sau 6 tháng. Sau 6 tháng nghĩa là gì? Tại ra ông phải đợi sau 6 tháng ông mới đánh giá lại cái câu chuyện rằng là bệnh nhân này có cải thiện hay không cải thiện. Và so sánh giữa nhóm sử dụng là dược và nhóm không sử dụng thảo dược. Thì để mấy bạn hiểu rằng câu chuyện ý tưởng của người ta rằng là không phải ca nào hẳn cũng phải cải thiện là ngay lập tức đâu. Không phải ca nào cũng phải cải thiện ngay tuần đầu đâu. Mà có thể những ca đó là phải cải thiện sau 6 tháng. Suy nghĩ thêm thứ hai nữa là cái thân của neuron á, là nó không bị tổn thương. Thân của neuron nó nằm ở trong xương trước tùy sống á, nó không bị tổn thương. Mà nó bị bệnh lý ở chi? Axon, tức là bị ở sợi trục và bị ở myelin. Khi nào cái thân nó còn á, thì nó còn thể có thể tái tạo được. Mày bạn hiểu không? Tức là khi nào cái thân, khi mà cái thân của neuron mà nó bị tổn thương thì hằng 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 không tái tạo. Những sợi trục và myelin thì có thể tái tạo được. Nên đừng nói tế bào thần kinh tổn thương rồi là cuối cùng là chỉ không tái tạo được. Mà sợi khi nào cái thân nó còn thì nó có thể tái tạo được. Và không ngừng hướng dẫn bệnh nhân rằng là phải cố gắng tập vận động phục hồi chức năng để sau khi điều trị IVIG hay điều trị plasmapheresis là cố gắng đi cải thiện. Đấy nhá. Chứ đừng có nói rằng là bệnh nhân như thế này cũng cải thiện, mấy bạn hiểu không? Có chuyện rằng là bữa nay là thể gọi là tái tạo thần kinh. Nghĩa là gọi là gì hả? Gọi là plasticity, tức là độ mềm dẻo của các cái tế bào thần kinh. Tế bào thần kinh nó không chết đi, nó có thể có những cái tế bào thần kinh khác nó chết đó, nhưng là có thể có những tế bào thần kinh khác nó thay. Còn câu chuyện là đó, thì theo anh cũng không nên khuyên bệnh nhân ra là đến một cái giai đoạn nào là tôi thấy không khỏi nữa rồi đó, chịu. Đúng, câu hỏi cũng hay, nhưng là anh nghĩ rằng là mình có thể khi mà mấy bạn đi vào lâm sàng hay là mấy bạn làm việc chẳng hạn, thì mấy bạn thấy rằng nó khá vô nghĩa và ít khi dùng. Ít khi mà nói bệnh nhân rằng là bác đi con hồi phục không bác? Yes, con hồi phục. Để cho họ con cố gắng chứ. Nhưng họ họ buông bã, họ buông rau rồi cuối cùng họ họ lại bị những cái rối loạn khác, hoặc là cả cái ý tưởng tự tử, họ có thể chết cũng phải vì cái chuyện này mà vì nữa. Nên là cố gắng hạn chế tối đa là nói ngã nữ dân rồi cũng có thể hồi phục được nữa, đặc biệt là ở trong thần kinh, vì trong thần kinh là có tính gọi là tính mềm dẻo của tế bào não, và đó là lý do mà thần kinh hằng cùng người ta cũng đang nghiên cứu và nó đang rất phức tạp, chứ còn cái tính mềm dẻo nên người ta còn ít khi bị ít ít khi mà người ta còn đang trong quá trình nghiên cứu, và cả cái thuốc á, là nó đang tập trung vào cái tính mềm dẻo của tế bào này, nó làm sao nó tái tạo được nữa rồi. Mấy bạn cũng thấy rất là ví dụ một bệnh nhân, ví dụ một họ bị năm họ bị không hồi phục, nhưng nếu giả sử nói thiệt hẳn hồi phục, nhưng mà mấy bạn phải cho họ tia hy vọng chứ. Thế giới đang tiến triển rất cánh như thế này, đang vọt lên như thế, y học bữa nay đang tiến ra như thế này này, công nghệ gen, công nghệ tế bào gốc bất đây rồi nhá. Thì ngay cả bệnh Parkinson chẳng hạn, anh hỏi là anh nói với họ là họ nói rằng là bạn ơi bệnh nín khỏi bạn bạn tại thời điểm này là nó không khỏi, nhưng tôi không biết rằng là 1 2 năm nữa nó có khỏi hay không. Vì sao? Vì công nghệ tế bào gốc, công nghệ gen nó thay đổi hết nhá. Chưa 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 tắt, nên là cái câu chuyện rằng mấy bạn phải cố gắng đếm thêm câu ở phía sau,
Có thể là hiện tại bệnh này nó không khỏi, ví dụ mấy bạn nói như vậy chẳng hạn. Thì nhưng anh nói là không phải trong bệnh Guillain-Barré nha, nhưng là Guillain-Barré nó sẽ đỡ dần. Nhưng là người ta lấy cái tháng điểm là 6 tháng để người ta các nghiên cứu người ta phải có một cái deadline, một cái gọi là một cái outcome tại một thời điểm nào đó để người ta so sánh, thì thành ra là người ta nghiên cứu 6 tháng chứ không phải là nói 6 6 tháng là bệnh nhân không hồi phục nữa mà nữa nè đó. Nhưng là vì vì đang vì cái nghiên cứu hắn thể cả kéo dài cả đời được, hắn thể kéo dài trong nhóm dài hơn được nữa, nghĩa là thì người ta thường kết thúc trong vòng khoảng 3 đến 6 tháng. Các cái nghiên cứu về đột quỵ người ta đánh giá được, người ta không phải đánh giá, người ta không lấy cái áo cơm trực tiếp, nghĩa là gì, bệnh nhân sau khi can thiệp xong lấy được khối, bệnh nhân sau khi điều trị thì sau là lấy chỉ lấy cái tiêu chuẩn là ngay sau điều trị để mà so sánh giữa nhóm không điều trị. Đó, mà người ta lấy cái tiêu chuẩn là cải thiện về chức năng sau 3 tháng, cải thiện chức năng về 6 tháng. Ở lúc mình đánh giá những cái thứ như vậy. Thì mấy bạn biết rằng là để làm gì? Để nói rằng là à một cái ni thằng cứu cứu được. Cứu được cái nào đó, nhưng là nó cần cái nào đó, nó cần thời gian hồi phục, còn bên ni là chết luôn. À, thì thành ra là ví dụ khi mà mấy bạn ngất ngư chẳng hạn thì mấy bạn cũng cần vài ngày để nghỉ ngơi chẳng hạn. À, ví dụ anh vô trong buồng kín hoặc là mặc áo vô xong ngất ngư anh cũng phải ra thở tí chứ. À, rồi sau đó anh cũng hồi phục lại. Sau khi bị nhiễm trùng hay tiêm vaccine bao lâu thì có khả năng bị bệnh Guillain-Barré vậy hả? Mấy bạn quan tâm đến nhiều cái chuyện sau khi nhiễm trùng hay tiêm vaccine bao lâu thì có khả năng bị bệnh Guillain-Barré vậy hả? Bạn xin nhắn. Có thể Thì là hot hot topic. cái vấn đề mà sáu bao lâu bị nhiễm trùng vậy là để bác sĩ lý thì hẳn cái việc mà bị Guillain-Barré đấy là tùy theo cái đáp ứng miễn dịch của cái tác nhân đó. Ví dụ như tức là ví dụ như bằng bị một cái tác nhân này thì quá trình điện tạo ra được đáp ứng miễn dịch hẳn cái hàng chục này cái tác nhân đó, đồng thời hẳn hẳn sẽ phản chéo về cái nó đoán thần kinh luôn á. Thì cái thời gian đó thì tùy thuộc vào cái tác nhân, nhưng mà đa phần thì trong thường thì sẽ là từ 2 đến 4 tuần, cho nên là mỗi lần khi mà mình thẩm bệnh mình luôn hỏi họ có cái tiền sử việc đó bị nhiễm trùng hoặc bị sốt gì không đó. Còn hoặc là ví dụ như trong cái trường hợp mà giả sử như bạn nói thời đại bữa đi có cái vaccine covid đó, thì cái này thì mình cũng rõ là cái vaccine covid thì cái thời gian để mà nó bắt đầu có cái mình cũng tìm hiểu kỹ là từng loại cái vaccine khác nhau thì cái thời gian để bắt đầu có đáp ứng miễn dịch là bao lâu, thì cái vấn đề mà sau bao lâu có khả năng bị đó, nó tùy thuộc vô cái khả năng mà tạo ra được cái đáp ứng miễn dịch để vừa chống lại cái tác nhân đó và chống lại cái bao nhiêu linh của người nó rõ thần kinh. Ừ. Thì về lý thuyết thôi, cho con cái cá Guillain-Barré người ta em biết rằng là người ta cũng đang dừng lại ở những cái gọi là cả cái case report, tức là những nhóm nhóm case report, hoặc là serial case report, tức là cả 6-7 bệnh nhân thôi. Đó. Nhưng là thì anh bổ sung thêm một xí thôi, đó là vaccine tiêm vào tạo ra kháng thể 6-7 ngày và đạt được kháng thể của vaccine COVID là đạt được kháng thể tối đa sau 28 ngày. À, nghĩa rằng là có thể từ 1 đến 4 tuần thì nó có thể xảy ra Guillain-Barré theo nếu mà do hẳn thực sự là do cái vaccine. À, theo anh là như vậy. À, rồi cảm ơn mấy em cho hôm nay trao đổi có vẻ rất là vui, anh thấy cũng vui, nhưng là mấy bạn phải nhớ rằng cố gắng là như thế này này, cố gắng phải học lại những thứ cơ bản, khi mà đặt câu hỏi là phải cố gắng lập luận đi nhé. Tại vì sao mình đặt câu hỏi là mình phải cố gắng trả lời. Anh không không phải không khuyến khích mẹ em không đặt câu hỏi, mà mẹ em đặt câu hỏi nhưng phải cố gắng lý luận xong rồi mẹ em phải đặt câu hỏi, và đặt câu hỏi xong á mẹ em còn phải trả ngược hỏi ngược lại bên nhóm của bên anh nữa chẳng hạn, nhóm giao bán chẳng hạn, để làm gì, hẳn là một cái vòng mấy bạn mà vòng thực sự hướng dẫn mấy bạn đấy, trao đổi với mấy bạn đấy, đó là anh và anh bác sĩ nhân đang học và chúng tôi cũng đang học nhé. Nên thành ra là cực kỳ thích mấy em đặt câu hỏi, nhưng mà em phải đặt câu hỏi nhưng phải cố gắng lập luận nữa chứ, phải cố gắng lập luận để mình hiểu thêm cái cơ chế bình sinh, hiểu thêm cái cơ chế bình sinh, hoặc thêm cái tổn thương nó ở đâu, tổn thương nó như thế nào, miễn dịch nó như thế nào đó, điều trị nó như thế nào chẳng hạn. Thì cố gắng là phải ngoài cái việc đặt câu hỏi ra thì khi mà mấy bạn đọc bài trước á
thì mấy bạn cố gắng đặt câu hỏi và sau đó cố gắng lập luận. Cố gắng lập luận xong á là phải cố gắng tìm bằng chứng, cố gắng tìm kiếm các câu trả lời. Tìm kiếm các câu trả lời bằng cái việc gì đó gì đó gì đó, ví dụ em tìm mãi không ra, em tìm mãi không ra, ồ một bệnh nhân liệu không điều trị Guillain-Barré thì bệnh nhân như thế nào đó. Nhưng là mấy bạn tìm trên mạng đôi lúc không ra chẳng hạn. Nhưng tệ nhưng bằng cái việc là ví dụ bệnh nhân là mấy bạn đánh các cái từ tiếng Anh một bệnh nhân Guillain bệnh nhân bệnh Guillain-Barré nếu không điều trị thì như thế nào chẳng hạn. Mấy bạn không biết tìm ở đâu, mấy bạn tìm mãi không ra. Tìm mãi ra nhưng là hôm nay anh gửi chẳng hạn mấy em tìm trong cái nghiên cứu mà người ta nói rằng giá trị của lọc kính tướng và giá trị của IVD nó nghiên cứu giữa nhóm ICT của nhóm có điều trị và nhóm không điều trị chẳng hạn. Hiểu chưa nào? Thì á, là lúc nào mẹ em lại học được một cái vấn đề và vấn đề này nó nằm sâu ở trong trong đầu của mẹ em. Hoặc là mấy em những cái câu hỏi mấy bạn đặt đặt ra đấy này thì mấy bạn đều có thể đi có thể chẩn đoán hoặc là có thể là tìm kiếm được. Ví dụ mấy bạn đặt câu hỏi trên Google chẳng hạn thì anh nói rằng những câu hỏi này là những câu hỏi gọi là thường và bệnh nhân thường đặt. Và bệnh nhân thường đặt ra thì thằng có những cái trang web, những cái trang web nữa là gọi là cho cung cấp thông tin cho những bệnh nhân thôi, hoặc là cung cấp thông tin để nâng cao kiến thức chúng thôi. Vì nhiều người họ lo như vậy thì họ sẽ lên cả cái trang web nữa, và cả cái trang web nữa người ta cũng sẽ đặt cũng sẽ là gì cũng sẽ trả lời, và thường là các cái chuyên gia đến là trả lời đó. Ví dụ em đọc như vậy, đọc như vậy, đọc như vậy, tức là mấy bạn phải cố gắng hỏi và cố gắng theo anh là không phải kiểm tra kiến thức của giảng viên, nhưng là một phần là mấy em có thể nghe từ quan điểm từ nhóm của anh, và thêm nữa là anh cũng muốn nghe feedback từ mấy em, tức là à, em thấy vấn đề như thế này rất là hay đó, mấy em cũng có thể chia sẻ. Câu chuyện là giống như thằng thằng cũng đã diễn ra trong này, và anh cũng thấy rất vui khi làm việc với những ở trong này. Nghĩa là gì, khi mình chuyển một cái bình lên, chuyển một bình anh chỉ cần đi chia sẻ để cho mẹ anh, khi mà mình chuyển một bình lên mình báo cáo cái bình lý cho họ, người ta cũng ngồi ở trên đó, người ta cũng nghe kiểu cảm giác rất là kỹ. Nhóm trong này nhóm nhóm tiền chứ họ không phải xem mình ở tiền dưới đó nè, họ không hề xem mình là tiền dưới, vì lúc trước giờ anh điều trị ở tiền trên không à, nên đôi lúc không biết cái cảm giác ở tiền dưới như thế nào. Nhưng là cái cảm giác của cái tuyển dưới, nhưng là nếu mà em khi mà mẹ em có kiến thức vững đi chẳng hạn, tốt chẳng hạn, thì khi mà em trao đổi thì người ta sẽ nhận biết được mình liền. À em chuyên khoa nội thần kinh à? Dạ vâng, em chuyên khoa nội thần kinh, em là ở bệnh viện Trung ương Huế bộ môn nội. Hiện tại là ngoài em cũng có như thầy này như thầy kia. Rồi sau đó bệnh nhân của anh ban đầu không được nhận điều trị, bệnh nhân của anh ban đầu không có thuốc để điều trị, không có lọc huyết tương để điều trị. À nói thiệt vì vì em dùng cho thiệt sự là chỗ anh hiện tại lẫn còn quả lọc nào cả, không còn quả lọc nào cả, chắc em phải chuyển đi bệnh viện khác rồi. Liên hệ khác, bệnh viện khác cũng có rồi, xong thôi chuyển lên một cái bệnh viện nào đó để có hồi sức kỳ đã, rồi tình tiếp chuyển lên bệnh nhân có hồi sức rồi hai một ngày sau thôi họ liên hệ được quả lọc cho mình. Mà bạn biết không, họ liên hệ được quả lọc cho mình và họ gọi lại cho mình nói à trường à bây giờ anh liên hệ được quả lọc cho em rồi, bây giờ là em có thể chuyển bệnh lên nên à, rồi sau anh gọi lên cho cái bệnh viện chuyển lên tuyến trên nữa, thì bệnh viện chuyển lên tuyến trên nữa mới nói rằng là ô sẵn sàng, chúng tôi cũng sẵn sàng, tức là hai bệnh viện này ngang tuyến với nhau, mà bạn hiểu nè, nhưng là họ sẵn sàng chuyển từ bệnh nhân qua bệnh viện này để nhận để bệnh nhân nhận được điều trị, để bệnh nhân nhận được điều trị. Và người ta cũng thấy rằng là van sáu những thương là nó mất khoảng 2 ngày theo dõi, ví dụ giả sử 2 ngày theo dõi anh bảo là họ anh ơi can này thiệt chưa có điện cơ và chưa có dịch nào tùy, tuy nhiên lâm sàng nó rất rõ và hiện tại bệnh nhân đang diễn tiến nặng dần, diễn tiến nặng dần kiểu như vậy, và nó rất điển hình của Guillain-Barré, mấy bạn thấy không, trong vòng 2 ngày thôi. Câu chuyện rằng mình không phải là đợi một nửa ngày mình có thể đợi đợi nó diễn tiến cấp, nghĩa là cấp tính là nó tính theo tuần, mày bạn hiểu không, còn đột quỵ á, đột quỵ là diễn tiến theo giây phút, giây phút, còn bệnh này là diễn tiến theo giờ, ngày và tuần, ngày và tuần, nó nặng lên theo ngày và tuần. Thì do đó thì
thì sao khó thế, thì mình càng ngày ăn càng ngày càng tin tưởng vào mình, tin tưởng rằng là mình bị cá này có ghi ăn Paris. Nhưng khi anh chuyển đi các bác sĩ cũng không tin làm đâu, không tin làm đâu, không tin là nó bị gan Paris đâu. Vì tâm lý bị quá nhiều ở đây, tâm lý mà họ gặp ngay nào họ cũng gặp cá mình đang bị history đây rồi. Đó, thì là mấy bạn phải hiểu rằng vấn đề rằng là gì, là mình phải theo dõi thêm tiến trình nữa, mình phải theo dõi thêm chẩn đoán nữa. Một người mà nói là bị tâm lý, mình chỉ cần nói ra vì họ là khám phản xạ, tôi thấy rằng là phản xạ ở gân gối và gân gót mất, nhưng phản xạ ở trên tay là có, chứng tỏ rằng là một người hẳn phải bị một cái phản xạ toàn thể. Mà bạn hiểu này, có những người là đôi lúc là họ có những cái phản xạ khi mà mẹ em khám phản xạ chúng với nhau chẳng hạn, họ có giảm phản xạ ô tay chân gì gò cũng ít đáp ứng hết. Nhưng có nhiều người họ nói họ ngang họ nói lại như vậy, họ nói là ô tôi cũng gặp mấy người như vậy, nhưng ở trên tay có ngay, ở trên tay có, tay có, tay không có triệu chứng, nhưng chân có triệu chứng, chân có mất phản xạ, chân như có mất phản xạ chẳng hạn. Thì mình để mình chứng minh rằng là có những thứ khách quan mà hẳn phải do tâm lý, chứ mình đừng nói thằng đi tôi cũng có thấy vẻ mặt lo âu này, cái này hơi hơi là chứ hơi chủ quan thằng đi đâu, nhưng là có cái gì trong tay để mình nói rằng là bệnh nhân đi là cái này, vì kiểu tổn thương cảm giác ngoài biên, kiểu tổn thương của vận động ngoài biên, mất phản xạ hoặc là giảm mất hoặc giảm phản xạ, yếu đối xử như vậy, diễn tiến cấp, diễn tiến nặng dần lên. Thì càng ngày mình và anh lại feedback lên trên nhóm như vậy, để cho người ta biết rằng là câu chuyện rằng là bệnh nhân này càng ngày chúng tôi càng tin tưởng rằng là nó bị Guillain-Barré, tức là lòng tín nó nặng tăng nhân lên, phải không, niềm tín nó tăng nhân lên. Ví dụ cái chẩn đoán của em ban đầu vô hẳn tin thì mẹ em cũng có thể chưa tin cây cao, thì cũng có thể là phải ngồi lại mà hồi cựu mà hỏi nhiều người nữa để mà thấy, hoặc là quan sát bệnh nhân nhiều hơn chẳng hạn. Ví dụ mấy bạn mà đồ tiếng cày hắn cao, khả năng hắn cũng có thể là tâm lý chẳng hạn. Thế mấy bạn thấy khi đó mấy bạn đặt cái camera ở như dưa theo dõi bệnh nhân, hoặc là mấy bạn nói những người xung quanh khác theo dõi, hoặc là hỏi điều dưỡng đôi nữa theo dõi cả ngày, nhìn 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 nữa, thỉnh thoảng đi chích bên đi nhìn qua thử hắn có chứng lên không, hắn rụt chứng lên không. Còn chưa tới khám thì nó liệt như vậy mà tại ra lúc ngồi ăn hắn từ đôi lúc buông buông đi câu, hắn đi từ đi câu được chẳng hạn. Mấy bạn hiểu ý không? Thế đó, thì mình cố gắng tìm cái bằng việc là mình phải khám cho chuẩn, khám cho tốt, theo dõi nữa, chứ không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi sau theo dõi xong mình phải điều trị nữa. Thì đó là cái cách mà để mình tiến bộ dần dần. Nói cảm ơn mấy bạn, cảm ơn bác sĩ Nhấn nha. Nhấn hôm nay có Nhấn đọc bài rồi, đọc những cái nghiên cứu xấu rồi, rồi 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 cái cách mà ví dụ em phản biện nó cũng hay, tức là vấn đề là như bữa nay dòng có vẻ nhẹ nhàng hơn rồi, phản biện là ví dụ những cái vấn đề mà Guillain-Barré, rồi Guillain-Barré được cấp của một bệnh lý viêm đa dây thanh thần kinh mạng hay. Rồi mấy bạn đặt câu hỏi hay, nhưng cái mấy bạn cân nữa đó là phải hỏi ngược lại, phải hỏi ngược lại và phải cố gắng tìm những câu trả lời, và thậm chí rằng là em biết câu này cho em trả lời câu này, đó đó mới là gọi là chỉ trao đổi chẳng hạn. Thì chắc mình phải có cái cơ chế học trong cái thời điểm này như này, nghĩa rằng là anh mình có thể là làm gì ai mà trả lời mà mình thấy hay hoặc là có chuẩn bị, tức là đáng lẽ những câu chuyện này mình phải học chủ động bằng cách là gì, hôm nay trên bài bình ghi Amare đúng không, thì là phải có đọc trước rồi chuẩn bị các cái câu hỏi mà những người khác có thể đặt đó, và xong mà trả lời. Thì theo anh là bên nhóm của anh chẳng hạn thì cũng sẽ nhận biết được rằng là người nào chuẩn bị xong rồi người người chuẩn bị hỏi rồi xong người bên kia cũng chuẩn bị câu trả lời rồi, người ông phối hợp với nhau để tăng điểm, thì đôi lúc những trường hợp nữa thì bên nhóm anh là sẽ nhận biết được, hiểu chưa? Chứ không phải là chít chít nhá, thấy không? Đấy. Rất Rồi, chào mọi người. Dạ, chào anh, chào bạn.